Bồ chị mặt là sếp hay riêng ạ? Cái mặt đó là rồi nha chị Lan Phương ơi. Bộ em mặc là rồi, áo riêng, quần riêng nha chị. Và nó có màu luôn á. Có màu luôn nha chị. Quần là quần ống rộng, lưng cao, áo tay dài, áo đầy đắp chéo nè. Áo này em có màu luôn nha. Dạng như là áo thun giấy. Áo thun giấy nha. Rồi mấy chị vô chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Vô rồi chia sẻ like giùm em nha. Áo này thì em có tới 4 màu nha, 4 màu, quần thì có 3 màu, áo 4 màu, dễ thương lắm. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Áo này dạng áo thun giấy nha. Bây giờ nó đang hot cái áo thun giấy này nè mấy chị ơi. Trời ơi vải đẹp xuất sắc luôn, đắp chiếu que giùm em nha. Quần đang mặc là quần ống rộng. Đây đang mặc là quần ống rộng như thế này. Quần ống rộng giùm em nha. Quần ống rộng. Ống rộng nha mấy chị ơi. Quần này thì em có màu đen nè, màu em mặc là màu kim nha, màu kim, màu đen với lại màu xám luôn. Quần có 3 màu, áo thì có tổng cộng là 4 màu. Ngon rồi, chắc em cắt quần cho đây em chị luôn đi. Cắt hết quần lên đây. Quần là 95, áo là 85 nha. Áo trắng chị Tuyết Trinh Nguyễn, áo trắng. Trắng chị Tuyết Trinh Nguyễn 85.000. Áo có màu trắng, màu đen, màu cà phê sữa với màu hồng. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc. Quần nữa. Quần thì có màu xám, màu em mặc là màu cà phê sữa. Em lo cái màu xám cho chị. Dạ luôn. Dạ đúng rồi chị. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi màu đen cho chị Tuyết Trinh Nguyễn thêm đen nè, 85.000. Quần này free size từ 40 đến 60kg mang vừa, ok Thùy Dương nha. Quần em có màu đen nha chị Catherine ơi, có màu đen luôn chị. Rồi đẹp xuất sắc. Quần lưng keo giùm em nha. Màu kem, màu kè pho sữa. Màu kem, màu xám với màu đen, 3 màu, 40 đến 60kg là mang vừa giùm em luôn nha. Lấy hàng tên gì? Rồi màu đen. Màu đen, màu đen. Màu đen nè, màu em mặc. Với lại màu xám nữa nha mấy chị ơi, màu xám. Màu kè phô sữa cho Tuyết Trinh Nguyễn này. Kè phô sữa cho Tuyết Trinh Nguyễn. Quần một quần màu kem chị Nguyễn Hằng. Nguyễn Hằng này ở đâu ta? Chị Nguyễn Hằng ơi, cho em lại địa chỉ số điện thoại nha. Áo là thun giấy. Còn quần á là phụ Ruby dễ lắm chị ơi. Em bày cho. Em bày cho. Quần em có màu xám nữa nha. Màu kim ở Thanh Vi dồn đơn. Quần em có màu đen luôn nha. Màu xám nè. Em đang mặc là màu kim. Là chị lấy 3 cái. Chị vừa không. Vừa nha chị Tuyết Trinh Nguyễn ơi. Ba vừa luôn nha chị ơi. Kè phô sữa chị Tuyết Trinh Nguyễn. Áo là chị Tuyết Trinh Nguyễn tổng cộng là 3 cái. Chị Tuyết Trinh Nguyễn áo tổng cộng là 3 cái nha. Quần quần màu kem cho chị Nguyễn Hằng, quần màu kem. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Em tìm đơn ai gì ngon? Bìa bìa màu xanh đó thôi chị. Bao mẫu đâu coi thử. Rồi quần màu kem chị Nguyễn Hằng nè. Vải thun đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Màu kem của Thanh Vi dồn. Đen bèo đó. À bữa trước chị đặt rồi đúng không? Tên Facebook là gì chị? Em có ghi đâu. Nghe fan em mà. Màu kem dồn cho Thanh Vi. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Kem dồn cho Thanh Vi. Dạ một màu rồi chị. Ờ cái đầm này có màu ở trên. Ok chị Tuyết Trinh Nguyễn chị vừa nha chị. Dạ ok chị Nguyễn Hằng, chụp Nguyễn Hằng giùm chị cái ngon ngon. Nguyễn Hằng. Dạ vừa chị. Kẹp phô sữa là chị có rồi nha chị ơi.
tôi nhận đồ rồi. Dạ cảm ơn chị Liên Kim. Rồi quần là có màu, em mặc là màu kèm với sữa nha. Kèm với sữa màu xám. Chị cái bọc tóc. Ok. Hẹ Quyên nè, bọc tóc là 49.000 một cái giùm em nha. Cà lại đâu xe đâu chị? Lấy em bớt chị cà lại giùm em đi. Chắc em treo nó bị căng với nó rớt ra. Vậy quần là dây thun nha chị Hoa Phan ơi, quần là dây thun giùm em nha. Quần 95.000, quần có màu kem màu xám nè. Màu xám với lại màu đen giùm em nha. Quần 95.000, cái này hàng Quảng Châu giúp em nha mấy chị ơi. Từ 40 đến 60 kg là men vừa hết luôn, phía sau là lưng thun. Vải này mấy chị nhận hàng ưng ý liền luôn nha, rất là đẹp luôn á. Rồi 95.000 một quần giùm em nha. Bọc tóc lấy cái cho Hạ Quyên, ngon ngon lấy cái bọc tóc cho Hạ Quyên em. 49.000. Bọc tóc 49.000 Hạ Quyên. Rồi, quần dài dạ, quần này em đây để em đứng xe vậy coi nha, quần nè. Quần đây nha chị ơi. Đó em kêu 1m58 nha mấy chị, độ chiều kêu giùm em 1m58 lại mặc như thế này. Đây nha. Quần là 95.000 giùm em nha, phía sau là có lưng thun rất là dễ mặc luôn. Quần này chị Linh ơi, thấy chưa? Quần ống tôi nói như thế này giùm em nha. 95.000 một quần. Màu em mặc là màu kè phơi sữa, màu xám, màu đen. Màu kim cộng màu xám cho Thảo An. Kim ở trong còn ngon. Sáu chục thì không vừa, mày tầm 5-6-5-7 kg trở lại. Màu kim với lại màu xám cho Thảo An. Chị lấy kim chị mặc. Cái kim chị mặc đi Thảo An luôn nè ngon. Thảo An màu kim với màu xám. Chị Tuyết Trinh Nguyễn là màu đen. Quần 95 giùm em nha mấy chị ơi. Tuyết Trinh Nguyễn nha. Tuyết Trinh Nguyễn 95. Quần màu đen là chị Minh Thư Nguyễn. Màu đen chị Minh Thư Nguyễn màu đen. Minh Thư Nguyễn màu đen. Rồi quần ai lấy nửa chốt giùm em nha. Quần hiện tại còn màu xám với màu đen nha mấy chị ơi. Quần hiện tại còn xám với đen nha. Áo em mặc là có màu trắng nè. Quần đang mặc chị Nguyễn Linh luôn. Quần đang mặc chị Nguyễn Linh. Chụp hết ở tay chị không? Quần đang mặc chị Nguyễn Linh. Quần đang mặc nè. Áo em mặc là có màu trắng nè mấy chị ơi. Thun giấy nha. Mấy chị nhìn vải nè, cưng lắm luôn nha. He he. Đúng kiểu mình thích. Ủa Thảo An là trung đơn bí lì đúng ta? Phải không Thảo An? Thảo An là trung đơn bí lì đúng không? Ủa em chị Nguyễn Linh không phải màu đen đâu, bỏ ra. Màu em mặc thì hết rồi nha. Bây giờ hiện tại còn màu xám với màu đen thôi nha mấy chị ơi. Hiện tại còn xám với đen nha. Chị Linh ở Trần Phú. Hiện tại là còn màu xám với màu đen nha mấy chị ơi. Màu em mặc thì hết rồi nha. Đây em còn màu xám với màu đen thôi à. Màu xám cũng xinh lắm luôn nha. Quần này không có xanh bơ nha chị ơi. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Chị Nguyễn Linh. Em còn quần màu xám thôi nha chị. Xám với đen. Thảo An này lên địa chỉ số điện thoại chị ơi. Không xím hồn chút nữa nhầm rồi thấy không. Thảo An này khác nữa nè. Áo là em có màu áo là có trắng đen hồng với lại kè phơi sữa nha chị. 4 màu. Chứ còn áo thì không có xanh bơ nha. Áo không có xanh bơ. Đây quần nè, màu xám nè mấy chị ơi. Nó cũng gần như cái màu kia thôi. Quần là 95 nha chị Minh Kim ơi. Quần 95.000. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Quần 95 giùm em nha. Quần xám chị Tuyết Trinh Nguyễn. Quần xám nè. Một màu đó. Quần cái đó 60kg vừa chị ạ. Ok chị Nguyễn Linh nè. Em cái đó bỏ vô giá khách đi. Cho coi áo vậy ok chị nè. Đầm suông bolo không chị. Em bolo đang hết nha. Quần xám chị Tuyết Trinh Nguyễn nè. Quần 95.000 còn màu xám với màu đen nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, lưng keo giùm em nha. Xám với chị Tuyết Trinh Nguyễn xám nè em. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, chất quả beo đẹp luôn. Màu xám, màu đen hai màu, còn xám với đen hai màu giùm em nha. Áo là màu trắng, màu hồng, màu đen với màu kèm vô sữa. Áo là 85, quần là 95. Chị vừa nha chị Helen ơi, chị vừa nha. Xếp em mặc là áo 85, quần là 95 giùm em nha. Quần có màu em mặc là màu xám với lại màu đen hai màu.
Chị Nguyễn Linh ơi, quần hồi nãy là màu kem là em hết rồi nha chị Nguyễn Linh. Tạm thời là hết nha, khi nào về hàng lại thì em báo sau. Rồi áo này dùm em nhan trắng hồng đen với màu kèo phôi sữa. Trắng hồng đen kèo phôi sữa dùm em nha. Vậy rồi, cảm ơn chị Thảo An nha chị ơi. Cảm ơn chị Trang My nha chị Trang My. Rồi áo em có màu kèo phôi sữa, màu trắng, màu đen, màu hồng, bốn màu dùm em nha. Áo này 85, quần là ok chị Nguyễn Linh màu xám nè. Chị Nguyễn Linh màu xám nè em. Áo kèo phôi sữa của Hạ Quyên. Kèo phôi sữa của Hạ Quyên. Áo đẹp lắm luôn á chị ơi. Kèo phôi sữa của Hạ Quyên nè em. Rồi quần là em còn màu xám với lại màu đen, hai màu giùm em nha. Xám đen hai màu. Đây nha chị ơi, quần màu xám nè. Có lại màu đen hai màu dùm em nha. Quần 40 đến 60 kg là men vừa hết luôn nha chị Minh Kim ơi. Quần từ 40 đến 60 kg là men vừa hết dùm em nha. Cho chị quần đen áo trắng quần. Dạ rồi, lại bộ em mặc. Với lại một bộ nữa là áo trắng quần đen. Ok chị nè. Chị Hơi Lên nè em, quần đen nè. Quần đen áo trắng nè. Quần đen áo trắng. Quần đen áo trắng nè. Rồi quần màu như em mặc với lại áo màu đen. Quần như em mặc với lại áo màu đen. Quần như em mặc áo màu đen là ghi áo đen chị mặc cho chị Hơi Lên nha. Dạ ok chị Nguyễn Ly nha chị ơi. Chị Nguyễn Linh là lấy áo màu hồng. Áo màu hồng cho chị Nguyễn Linh, áo hồng. Rồi là áo em mặc là cũng còn màu hồng nha mấy chị ơi. Quần đó, chị ơi, Minh Kim lấy quần màu gì vậy Minh Kim? Quần là từ 40 đến 60 kg men vừa giùm em nha chị Minh Kim ơi. Nó cũng được chị, cũng không chị phối quần đen cũng được nha chị Nguyễn Linh. Chị Nguyễn Linh màu hồng. Rồi áo em còn cái hồng cuối cùng nha, ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Áo là em còn cái hồng cuối cùng, giá là 85.000, áo thun giấy, beo đẹp, beo xịn luôn nha. Chị Minh Kim quần màu đen này. Chị Minh Kim quần đen. Rồi cái này em còn áo còn cái cuối cùng màu hồng. Ai lấy chốt giùm em hồng nha mấy chị ơi. Em còn cái cuối cùng màu hồng nha. Áo còn cái cuối cùng màu hồng. Quần thì em còn màu xám, màu đen hai màu. Giá là 95, áo là 85 giùm em nha. Áo 85, quần 95 mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt liền giùm em nha. Rồi Thùy Dương còn xem không Thùy Dương ơi? Để chị lên cái xét hồi nãy em hỏi á. Rồi hôm nay em có tóc nem nè mấy chị ơi, màu hồng. Chị Hơ Lên Nguyễn áo hồng luôn nè. Chị Hơ Lên Nguyễn áo hồng luôn. Rồi cái xếp tóc mấy chị ơi, hàng Quảng Châu dùm em. Xếp này kẻ xếp của nó là 10 đôi nha. Tóc nem nha mấy chị ơi. Kẻ xếp 10 đôi nè. Kẻ xếp 10 đôi dùm em nha. Rồi ok Thùy Dương, để chị lên cho em coi. Xếp tóc, chị nào mua thì chị nào lấy thì chốt em là xếp tóc nha. 95.000 một xếp 10 đôi. Nó nguyên một hộp như thế này nha. Mấy chị mua tặng cho. Dạ lấy quần cho chị rồi nha chị Minh Kim ơi. Tóc nha mấy chị ơi. Mấy chị mua tặng ông xã nè, tặng người yêu, hoặc là tặng bạn của mình, hoặc là ba của mình cũng được nha. Chú cậu gì đó, dượng gì đó. Tóc nem dùm em nha mấy chị ơi. 95.000 một hộp 10 đôi. 95.000 hộp 10 đôi dùm em nha. Đó chị nào lấy thì báo em. Màu nem cho nên là đó toàn những cái màu nhẹ nhàng thôi nha. Màu trắng, màu đen, màu xám đậm, xám nhạt với lại màu xanh đen. Rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. Tính ra có 9.500 một đôi. 9.500 một đôi mà tóc này ngồi thị trường đang bán là ít nhất là cũng phải 20.000 một đôi nha mấy chị ơi. Rồi chị Hơ Lên Nguyễn một set tóc nè. Chị Hơ Lên một set tóc, chị Nhi Gia một set tóc, nhớ chụp EVT. Tóc này men nó không có hôi, với lại nó hút mồ hôi nữa. Rút mồ hôi nè, về không có bị hôi nha. Rồi set 10 đôi giá 95.000, ai lấy thì béo em nha. Set 10 đôi giá 95. Set 10 đôi giá 95 nha mấy chị ơi. Rồi cái bộ hồi nãy Thùy Dương hỏi nè, hàng này thì em có hai loại. Cái loại này là hàng 115.000 một bộ nha, và em có về cái bộ 75.000 một bộ với chị so sánh hàng luôn. Rồi bộ này nha mấy chị ơi, của nó như thế này. Rồi tóc là tóc ngắn á nha chị Hồng ơi. À, chị Tuyết Trinh Nguyễn 2 set nè.
Chị Tuyết Trinh Nguyễn 2 set này. Áo xanh siêu trên cây là áo sumi vải đẹp lắm luôn nha Quả Bích Ngọc ơi. Cái này 85.000 cái, form 60kg độ lại men vừa, còn cái cuối cùng nha, màu xanh min. Hàng Quảng Châu vải bao đẹp luôn. Đây cái set này nè Thùy Dương, lấy cho em coi nha. Dễ thương cực kỳ luôn mấy chị ơi, form rộng rãi thoải mái. Hàng này giá là 115.000, phải lấy kẻ set của nó nhím con phượng ơi, tại vì không có tách rời đây được á em. Hàng này nó có một cái túi đựng bộ đồ, 115.000 nguyên một set, về form 40-60kg men vừa. Hàng Quảng Châu dùm em nha, 40-60kg men vừa, chị nào 61-62kg cũng có thể bon chen được luôn. Giá là 115.000 nguyên một set dùm em nha. Vậy tóc là tóc ngắn, đây em buông một cái cho mấy chị coi nha. Để em buông một cái cho mấy chị coi. Xếp tóc của chị Hồng Nguyễn Thị xếp tóc. Hồng, chị Hồng Nguyễn Thị xếp tóc nè. Đó, bộ này 40-60, 61-62kg, nhiều khi 65kg cũng bon chen được. Nó tặng kèm một mình một cái này nè. Ok, chốt em hai bộ đó. Rồi, Thùy Dương hai bộ kem nha. Thùy Dương là lấy hai bộ kem thì ok giùm chị nha. Rồi bộ thun nè, cái này có màu luôn nha mấy chị ơi, 115.000. Thùy Dương hai bộ nè, áo xanh ở sau chị Nguyễn Hằng, áo xanh ở sau. Áo xanh ở sau chị tay ngắn không có nha em ơi, áo em mặc là hết rồi nha chị Phương Trang ơi. Dạ có màu luôn nha. Chị Hồng xếp tóc em ghi chưa? Rồi ok Thùy Dương một kem một một dâu, bỏ một kem vào lại em chị ơi. Đừng gạch, xem, đừng gạch đổi bì chứ. Rồi ghi lại Thùy Dương ơi. Rồi đổi bì. Cái này một bộ này 115.000, để em lên màu nha mấy chị nha. Áo xanh là 85.000 nha chị ơi. Đổi que nha. Đổi que. Rồi xanh là của chị Nguyễn Hằng 85.000 nha. Cái này là quần dài, áo tay dài luôn. 85.000 chị Nguyễn Hằng. Rồi em bung màu mấy chị coi nha, 115.000. 115.000. Nhiều hàng lắm luôn nha Thanh Vy ơi. Rồi màu này chốt cùng em là dâu nha. Hồi nãy là bộ kem, cái này là bộ dâu. Đẹp lắm, 115.000 bộ vải siêu co giãn giùm em nha. Dâu nè. Ok chị Nguyễn Hằng nha chị ơi. Cái túi của nó nha, cái này em chưa có bỏ vô cái túi, dễ thương lắm luôn. 115.000. Rồi ai lấy béo em nha. Bình tĩnh. Rồi dâu nha mấy chị ơi, dâu. Dâu giùm em nha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Dâu của Võ Bích Ngọc, dâu. Võ Bích Ngọc dâu nè, chị Minh Kim dâu. Chị Ti Gon Nguyễn dâu. Đi cẩn thận em. Chị Ti Gon Nguyễn dâu, Minh Kim dâu. Rồi em còn bộ dâu nữa nha, chị nào lấy béo em, 115.000. 115.000 giùm em nha, bộ dâu. Rồi rộng rãi thoải mái cực kỳ luôn. Chị Tuyết Trinh Nguyễn một xếp tóc thôi em. Hàng này em bé xét giấy nên mẫu này không có xỉ nha chị Keo Kim Quy ơi. Chứ này không xỉ nha. Rồi dâu giùm em còn bộ cuối cùng giùm em nha mấy chị ơi. Dâu của chị Nguyễn Hồng Phương dâu 115. Màu kem giùm em nha mấy chị ơi. Chị mặc, chị phải, chị mặc gì thì nó gốm là đúng rồi á. Ấy là phải cởi đồ ở trong ra, mặc chồng đi. Rồi cái này chốt kem giùm em nha chị Keo Kim Quy ơi. Cái này màu kem nè, em lên màu lại nha. Màu kem nè, 115.000 nguyên một set. Túi đựng của nó đây nha. Màu kem nè. Rồi ngon ngon cho mấy cái tiết đồ bộ này quê. Bỏ quê xét của chị. 115.000 giùm em nha. Hàng rất là xịn luôn. Màu chốt em là trắng gấu. Trắng gấu nha mấy chị ơi. Trắng gấu 115.000 trắng gấu. Trắng gấu giùm em nha. Beo dễ thương luôn mấy chị ơi. Cái này có thể 65kg cũng bon chen được luôn á. 40kg đổ lên. Màu đỏ màu gì, màu đỏ màu hồng trên cây kìa ngon hả. Rồi cái này chốt em là trắng gấu. Màu kem chị Liên Kim màu kem luôn. Trắng gấu chị Minh Kim luôn. Trắng gấu chị Võ Thúy. Ai lấy nó bé em nha mấy chị ơi.
trắng gấu chị Minh Kim, trắng gấu chị Võ Thúy, trắng gấu chị Keo Kim Quy cho em địa chỉ luôn. Keo Kim Quy cho em địa chỉ luôn. Vậy rồi ok chị Khánh Ngọc, đợi em xíu nha. Keo Kim Quy cho em địa chỉ luôn. Rồi ai lấy nó bé em nha mấy chị ơi, 115.000. 115.000 nha mấy chị ơi, còn màu nữa để em lên từ từ từng mẫu cho mấy chị coi nha. Rồi ai lấy trắng gấu nữa không mấy chị ơi? Minh Kim trắng gấu. Rồi chị Tigon Nguyễn trắng gấu nè, chị Hân Ni Nguyễn trắng. Chị Hân Ni Lê, Hân Ni Lê cho em địa chỉ luôn nha, chị Hân Ni Lê ơi. Hân Ni Lê cho em địa chỉ luôn nha chị. Hân Ni Lê 115. Rồi. Chị Tigon Nguyễn, rồi em hết trắng gấu nha, đệm lên màu khác nha mấy chị ơi. Tây Gôn Nguyễn nè, em chụp địa chỉ giùm chị ơi. Rồi em lên màu khác nha mấy chị ơi. Chụp hết cho đừng đổi sót nha. Rồi em lên màu khác nè. Dạ ok chị Hân Ni Lê nè, có địa chỉ số thoại kìa ngon. Rồi cái này chốt em là hồng nha mấy chị ơi, hồng Mickey. Hồng Mickey, hồng giùm em nha, béo hồng 115.000 màu hồng. 115.000 màu hồng giùm em nha. Vải co giãn luôn, form to thoải mái. Rồi chốt hồng giùm em nha mấy chị ơi, hồng 115.000 hồng. Rồi hồng này dễ thương lắm luôn nha. Chị Nguyễn Hồng Phương màu hồng nè. Chị Nguyễn Hồng Phương màu hồng, chụp hết chưa? Chị Võ Bích Ngọc màu hồng. Võ Bích Ngọc hồng. Rồi ai lấy nó bé em nhan hồng, 115.000 hồng. Thoải mái cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Chị Keo Kim Quy hồng dồn. Keo Kim Quy hồng dồn. Chị Tigon Nguyễn hồng. Tigon Nguyễn hồng. Rồi ai lấy nó bé em nhan mấy chị ơi, 115.000. Hồng của chị áo dài Thu Hiền cho em địa chỉ luôn chị ơi. Hồng của chị áo dài Thu Hiền nè, cho em địa chỉ luôn. Áo dài Thu Hiền. Rồi màu vàng giùm em nha mấy chị ơi, màu vàng nè, 115.000. Rồi màu vàng giùm em nha mấy chị ơi, vàng 115.000 vàng. Ai lấy chốt vàng giùm em nha, giá 115.000. Cái đó là 125. Mà cái đó nó xuất ra cho em 120 cũng được. May lại xíu giùm em nha. Cái đó 1B5. Dạ. Rồi này ai lấy chốt vàng giùm em nha mấy chị ơi. Vàng 115.000 màu vàng. Vàng 115.000 vàng giùm em nha mấy chị ơi. Đó ai lấy chốt em vàng nha, cái túi của nó nè. Rồi vàng 115.000, ai lấy chốt vàng 115 giúp em nha mấy chị ơi. Vàng 115.000 vàng. Dạ rồi em cảm ơn chị áo dài Thu Hiền nha. Rồi chốt vàng giùm em mấy chị ơi, vàng giá 115.000 nha. Vàng, dạ hồng đã chị có rồi nha, chị áo dài Thu Hiền ơi có hồng rồi. Rồi này ai lấy béo vàng giùm em nha, giá 115.000 màu vàng mấy chị ơi. Vàng 115 màu vàng giùm em nha. Ai lấy chốt em vàng giá 115.000 vàng. Rồi vàng 115 nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt vàng giùm em nha, giá 115.000 vàng. Vàng 115. Vàng 115 nha mấy chị ơi. Rồi cái này màu trắng. Dạ 120 với lại 135 là 255. 255. Dạ không, em bán thiệt à, đâu có thấp đâu. Rồi cái này chốt trắng giùm em nha mấy chị ơi, 115.000 chốt em trắng. Cái trắng này dễ thương nè. Chốt em trắng nha mấy chị ơi, 115 trắng. Form rộng rãi thoải mái, mặc rất là thích luôn nha, vải co giãn nữa. Rồi chốt em trắng với 115.000 trắng nha mấy chị ơi.
Rồi trắng 115 giùm em nha. À, lấy trắng chốt trắng, form rộng rãi thoải mái cực kỳ luôn. Giá là 115.000 giùm em nha. Màu trắng nha mấy chị ơi, màu trắng nè. À, lấy chốt trắng giùm em nha. Giá 115. Em 1 giây 100.000 em. Em 1 giây. À, 69.000. Rồi này chốt em trắng giá 115.000 nha mấy chị ơi. À, lấy chốt em trắng nha, giá 115.000 trắng. Trắng 115 nha mấy chị ơi. À, lấy béo trắng 115 nè. Ủa cái màu đẹp mè. Màu đẹp lắm á. Đây nha mấy chị ơi, màu trắng nó không có lộ gì đâu, mấy chị yên tâm nha. Chị Liên Kim màu trắng nè. Liên Kim màu trắng. Rồi a lấy trắng nó béo trắng giùm em nha. Trắng vàng kem, để em coi còn màu gì nữa không, em lên màu luôn. Có gì cọc hồng á ngon ngon. Hồng gấu nó nãy em lên chưa ta? Rồi hồng gấu nha mấy chị ơi. Hồng này nãy giờ chưa đúng không? Chưa hả? Rồi hồng giùm em nha. A lấy gấu, chốt gấu nè. Gấu. Rồi cái này đẹp. Gấu giùm em nha mấy chị ơi. Gấu form rộng rãi thoải mái lắm luôn nha. A lấy gấu, chốt gấu giùm em. Giá 115.000 gấu nè. Gấu 115 giùm em nha mấy chị ơi. Gấu 115.000. Rồi A lấy gấu, béo gấu giúp em nha. Gấu 115. Gấu form rộng rãi thoải mái. Cảm ơn nha chị. Rồi gấu nha mấy chị ơi, lấy béo gấu giùm em nha. Rồi em quay mẫu khác nha mấy chị ơi, ngưng nội bộ nha, em quay mẫu khác. Rồi túm đồ bộ quen bên hết nha. Rồi em quay mẫu nha mấy chị ơi. Quay hàng khác thì mấy chị chọn nè. Áo em mặc vậy hết rồi chị ơi, đợi em thay cái này ra. Rồi tấm đồ bộ quê. Áo mặc hết rồi nha, đợi em quê mẫu khác cho mấy chị nè. Rồi em quê áo sọc này nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nè. Áo sọc này em có hai màu, sọc đen với sọc hồng hai màu, áo crop top. Crop top màu đen, màu hồng, hai màu giùm em nha. Đen hồng hai màu. Đồ bộ còn màu vàng không chị? Còn nha Quả Bích Ngọc ơi, cho chị lại màu vàng. Tóc nem đây mấy chị ơi, bung tóc nem nha một đôi mấy chị coi nè. Tóc nem nha, em bung ra cho mấy chị coi. Tóc nem màu đen cho chị Nhàn Phạm, màu đen, sọc đen nha chị. Sọc đen. Nhàn Phạm lấy sọc đen đúng không chị ơi? Áo đen là 95.000 giùm em nha. Áo sọc đen là 95 nha chị. Chị Nhàn Phạm sọc đen nè. Sọc đen là 95.000, có màu đen, màu hồng hai màu, cái hàng đó hàng đen rất là hot luôn. Giá cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. Đây này tóc nem nè mấy chị ơi. Nó đẹp lắm luôn nha. Trời ơi cái này mặc rất là thấm mồ hôi bên trong của nó nè. Rất là thấm mồ hôi nha mấy chị ơi. Và nó không có hôi, nó không có hôi chân của mình nha. Cái này rất là rẻ luôn. Cái này người ta bán rồi cũng 20.000 một đôi như thế này mấy chị ơi. Em bán kẻ set 10 đôi mà giá chỉ có 95.000 thôi nha. 95.000 tính ra có 9.500 một đôi thôi mấy chị ơi. Cực kỳ là rẻ luôn nha. Ok vỏ Bích Ngọc nè. Đó đây nha mấy chị ơi. Một set của nó là 10. Một hộp của nó là 10 đôi. Giá là 95.000 nha mấy chị ơi. Xịn lắm luôn. Chất nè co giãn về cái này rất là thấm hút mồ hôi. Và nó không có hôi nha. Đặc biệt nó không có hôi. Đảm bảo mấy chị nhận tất này là ưng ý liền luôn nha. Giá là siêu rẻ luôn á. 95.000 một set 10 đôi dùm em nha. 95.000 set tóc 10 đôi. Đó chị nào lấy thì béo em nha. Set tóc 10 đôi giá 95.000. Đẹp xịn cực kỳ nha mấy chị ơi. Hàng này hàng Quảng Châu dùm em nha. Chứ không phải là hàng của mình lên. Chất đẹp cực kỳ luôn. Rồi 95.000 kẻ set 10 đôi giùm em nha. A lấy thì béo nha mấy chị ơi. 95.000 kẻ set 10 đôi tót luôn. Cái này là ngắn nha, không phải là dài. Tuyết Trinh Nguyễn không lấy tót kìa em. Rồi màu vàng đây nha vỏ Bích Ngọc ơi. Màu vàng đây nha vỏ Bích Ngọc. Đây. Vàng nha mấy chị ơi. Vàng giùm em nè. Vàng. Đó.
Mấy chị muốn tóc nam dài thì mai mốt em nhập dài cho mấy chị nha. Nhưng mà cái tóc này đang hot, tại vì lấy được giá cực kỳ là rẻ luôn. Bán ra có 95.000 một xích tóc thôi. Cái này tóc á, chồng em thường mang giày giày đi làm á, thường mang tóc những cái loại tóc này nè, rất là kén tóc luôn mấy chị ơi. Nhưng mà nhập cái xích tóc này giờ là chịu, tại vì cái vải của nó rất là xịn luôn nha, rất là thấm mồ hôi luôn á. Rồi xích tóc cho chị Khánh Ngọc NT nè, có địa chỉ số điện thoại luôn. Mẫu tay dài thái vừa rồi có mấy màu chị rồi đợi em xíu nha. Tóc lưới là không có nha, áo mặc hết rồi nha chị ơi. Rồi màu vàng cho vỏ bích ngọc, một cái bộ màu vàng em, vỏ bích ngọc màu vàng. Rồi áo sọc này em có hai màu, màu hồng với lại màu đen nha, hồng với đen hai màu. Áo đen này có hai là ngon đâu, không đi lê chứ mình nhầm nha. Cái đen của ai? Rồi. Cái sọc này em có sọc cắn đen với lại sọc cắn hồng hai màu. Quần em mặc là giá là quần mặc là áo này dễ thương lắm luôn nha mấy chị ơi. Cái này phối với lại quần khác nha, em mặc tạm mấy chị coi form áo thôi. Quần em mặc kem xo be thì nó sẽ mặc hơi lửng nha chị Huỳnh Nhi Nguyễn ơi. Áo này em có sọc cắn đen với lại sọc hồng hai màu nha, sọc cắn đen sọc hồng hai màu. Nó là form ngắn crop top như thế này nha mấy chị ơi. Tay là dạng tay phòng, áo này đang rất là hot luôn, từ 40 đến 60 kg men vừa, có đầm luôn nha vỏ bích ngọc ơi. Ngon, lấy chị áo thun, một hai cái áo thun gì đó tới để chị treo ở sau. Rồi áo này em có sọc trắng đen với lại sọc hồng hai màu giùm em nha. Sọc trắng đen với sọc hồng hai màu. Sọc trắng đen với sọc hồng hai màu giá 95.000, hàng này bao xịn bao đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng này hàng Quảng Châu giùm em nha. Cái này mấy chị phối lại quần jean hoặc là quần gì khác giùm em nha. Em đang mặc cái quần này nên là em mặc cái áo lên luôn. Đó đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Sọc đen sọc hồng hai màu từ 40 đến 60 kg men vừa. Giá là 95.000 áo giùm em nha, hàng siêu đẹp luôn. Đẹp lắm. Rồi ai lấy thì báo em nha mấy chị ơi. Đổi mất đi. Rồi sọc đen sọc hồng hai màu giúp em nha. Chị đã lấy sọc này chốt em sọc kìm màu, sọc đen với lại sọc hồng hai màu giùm em nha. Giá 95.000 một áo nha mấy chị ơi. 95.000 một áo giùm em nha, sọc đen sọc hồng hai màu giá 95.000. A lấy thì béo giùm em nha mấy chị ơi. Đen hồng hai màu giá 95. Đen hồng hai màu giá 95 nha, chị đã lấy thì béo em. Đen hồng hai màu giá 95, rồi em qua mẫu khác nha mấy chị ơi. Áo sọc trắng đen chị Tigon Nguyễn bao đẹp luôn chị Tigon ơi. Không được lấy bị đó em, bị đó được bộ này. Sọc trắng đen của chị Tigon Nguyễn nè, nãy em ghi bộ vàng cho ấy vô. Rồi em qua mẫu khác luôn nào mấy chị ơi. Rồi em quen mẫu áo khác nha. Chia sĩ like giúp em nha mấy chị ơi. Dân dân lấy sọc hồng. Chị Liên Kim lấy sọc hồng. Rồi A lấy nửa béo em nha. Rồi áo nút mấy chị ơi. Áo nút giùm em nha, tay dài. Áo này em có màu đen nè, màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu kẹp với sữa, màu hồng. Áo này form 40 đến 60 kg men vừa hết giùm em nha. Đó, form áo như thế này. 40 đến 60 kg men vừa hết giùm em luôn. Chị Đồng Trâm lấy sọc hồng nè, lên địa chỉ số điện thoại giùm em nha chị Trâm ơi. Đồng Trâm lấy sọc hồng cho em địa chỉ với số điện thoại. Chị Kim Vi Nguyễn sọc hồng. Đồng Trâm sọc hồng, Kim Vi Nguyễn sọc hồng, Dân Dân với lại Liên Kim. Rồi áo em mặc nha mấy chị ơi, 40 đến 60 kg là men vừa luôn. Giá là 95.000 nha chị Kim Vi Nguyễn ơi. Áo sọc hồi nãy là giá 95 nha chị. 95 em ngon. Cái này em bé xét giá lắm luôn mấy chị ơi. Áo này cũng giá 95.000, 95.000 giùm em nha. Lời ít lắm luôn. Mấy cái hàng này mấy cái hàng đang hot trend mấy chị ơi. Hot girl người ta đang bán trăm mấy cái không mà. Áo nút là đen trắng luôn cho Dân Dân. Áo nút là đen trắng Dân Dân. Sọc trắng đen chị Tuyết Trinh Nguyễn.
sọc trắng đen chị Tuyết Trinh Nguyễn nè, áo nút cái sọc nhớ là 95 nha em. Chị Đồng Trâm nãy có ghi cái gì chưa? Chị Đồng Trâm ơi, chị lên giúp em địa chỉ số nọ nha chị. Chị Hân Ni Lê là nút màu đen dồn. Chị Hân Ni Lê nút đen dồn, mấy chị cứ nhận hàng là biết nha. Vải siêu đẹp luôn, 95.000. Màu kè phôi sữa giùm em nè. Chị Đồng Trâm lấy quần đang mặc luôn nè, cho em địa chỉ số nọ lại nha chị Đồng Trâm ơi. Áo nút nhớ để chị nha, ok dân dân màu đen với màu trắng đúng không? Rồi đây nha mấy chị ơi, trắng đen. Ok chị Đồng Trâm nha chị, em cảm ơn chị nè. Trắng đen kè phôi sữa màu vàng màu hồng 4 màu, giá 95.000, form từ 40 đến 60 kg men vừa luôn giùm em, giá 95. À lấy chút em áo kiềm màu nha. Hàng này mua không ở đâu bán 95.000 hết thiệt sự luôn mấy chị ơi. Em là em nhập tận gốc luôn và em bán giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Nhiều khi mấy chị người ta lấy sỉ cũng không có được giá này đâu mấy chị ơi. Đó. Rồi ok dân dân nè, dân dân cái màu đen chị đang mặc là cái trắng. Áo sọc hồng chị vừa nha chị Hè Hồ ơi. Áo là áo phông ngắn nha chị. Dân dân đen với trắng chị đang mặc. Rồi trắng đen hồng kè phôi sữa với là màu vàng giùm em nha. Áo này giá 95.000, ai lấy thì báo giùm em nè mấy chị ơi. Trời đẹp xuất sắc luôn mấy chị, không lấy là tiếc thiệt sự. Vải beo đẹp rất là xịn luôn nha mấy chị ơi. Có 95.000 một áo thôi nha. Cái nút của nó nè. Nút nào mấy chị ơi. Nút này á, mình đi ra mấy cái tiệm mà người ta bán đồ mà may rồi á, đồ may mặc các kiểu á, bán chỉ, bán kim, bán nút rồi á. Mấy chị sẽ hỏi cái nút này, nó sẽ tầm nằm cái giá là từ 3.000 đến 4.000 một cái. Nút này nè. Đây nè. Tại vì lúc em bán đồ có trường hợp em cái đồ đó là nó bị rơi nút ra em đi mua, cho nên là em biết. Những cái nút dạng này là mua 3-4 ngàn một cái nút như thế này luôn mấy chị, mình mua lẻ á. Còn người ta mua nhiều thì không biết giá nó làm sao. Thì không biết. Áo vàng cho chị nhàn phẹm màu vàng nè, nhàn phẹm màu vàng. Cái này mà chưa có nhớ bỏ quen bên nha em. Áo từ 40 đến 60 kg men vừa, giá 95 nha chị ơi. Chị Hè Hồ sọc hồng 95. Áo 95 nha chị Trinh Mỹ ơi. Hè Hồ sọc hồng 95. Màu vàng của chị Thảo tròn chụp EBT chị. Màu vàng của chị Thảo tròn nè. Rồi em hết vàng rồi nha. Em còn màu hồng, màu trắng, màu kè phôi sữa với màu đen nha chị Hồng ơi. Em còn màu hồng, màu trắng với lại màu kè phôi sữa nha, hết đen luôn. Còn màu trắng nè. Màu hồng nè. Mấy chị nhìn cái nút của nó rất là xịn luôn nha. Cứ mua hàng bên em là yên tâm chất vải. Vải beo đẹp luôn. Rồi. Giá là 95.000 áo giùm em nha. Trắng hồng với lại kè phôi sữa em còn đúng ba màu này. Trắng hồng kè phôi sữa em còn đúng ba màu này nha mấy chị ơi. A à, lấy chốt giùm em áo kìm màu liền nha. Sọc hồng với chị Vicky Nguyễn sọc hồng 95. Chị Vicky Nguyễn sọc hồng 95.000. Rồi ai lấy nữa thì báo giùm em nha mấy chị ơi. Sọc trắng đen. Rồi chị nào lấy áo nữa thì báo em nha mấy chị ơi. Sọc hồng có sọc trắng đen luôn nha. Rồi tay phòng rất là cưng luôn á. Vải beo đẹp luôn mấy chị ơi. Yên tâm chất vải nè. Hàng rất là xịn rất là đẹp luôn. Có sọc đen sọc hồng hai màu. Giá 95.000 một áo. Siêu rẻ giùm em nha. Rồi sọc đen sọc hồng giá 95.000. Quần em mặc là có màu xám với là màu đen hai màu giá 95. Áo mặc là 95 nha. Em lấy set đỏ. Em lấy set đồ. Bin bon là sao? Bin bon ơi, em lấy set chị đang mặc á không? Ok giờ Thảo Trần gửi thứ bảy giao chụp em. Đồ thú là còn luôn nha chị Hè Hồ ơi. Áo màu đen là hết rồi nha Bin Bon ơi. Bây giờ còn quần thôi nha em. Quần với lại áo là còn những màu này nè. Màu hồng. Màu kè phôi sữa với là màu trắng nha. Áo này 95.000. Còn hồng kè phôi sữa với trắng 3 màu. Hồng nè kè phôi sữa với màu trắng 3 màu dùm em nha. Đó áo là còn 3 màu này. Rồi quần thì em có màu em đang mặc với lại màu đen nữa là 2 màu. Rồi trắng dùm em nha mấy chị ơi. Trắng nè kè phôi sữa
Phơm 40 đến 60 kg men vừa hết giúp em luôn. Trắng kè phô sữa với hồng be màu nha mấy chị ơi. Trắng kè phô sữa với hồng be màu đó 95.000, ai lấy thì báo em nha. Em còn be màu này. Áo còn be màu nha. Màu đen em hết rồi mấy chị ơi. Rồi em quay mẫu khác cho mấy chị nè. Xít hộp hình là em còn luôn nha chị Hè Hồ. Rồi em quay mẫu. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi áo rút nè. Áo rút nè mấy chị ơi, beo đẹp luôn. Áo rút giùm em nha. Rồi áo rút nè là dạng như là thun không, cái này là chất chất gì quên mất tiêu rồi ta, tự nhiên quên vậy ta. Chất đuổi nha mấy chị ơi, vải đuổi beo mát luôn. Rồi mặc xong mấy chị rút bao nhiêu là tùy ý mình. Kè phô sữa chị Liên Kim, áo kè phô sữa chị Liên Kim nè. Chị Liên Kim màu kè phô sữa. Rồi áo màu đen giùm em nha. Áo rút chất vải là vải đuổi beo mát cho mình luôn nha mấy chị ơi. 56-57 kg trở lại men vừa áo này. Em có màu đen nè, màu đen, màu trắng, màu hồng, màu kè phô sữa. Có 4 màu nha. Ai lấy chốt em áo rút kìm màu 85.000, chất vải đuổi beo mát luôn mấy chị ơi. Vải đuổi giùm em nha, chất mát cực kỳ. Rồi màu trắng giùm em nè. Vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Mặc xong rồi rút bao nhiêu là tùy mình nha. Vải beo đẹp luôn. Vải beo đẹp luôn mấy chị ơi. Vải này nó có độ co giãn nhẹ nha chị Ngô Hồng Kim ơi. Vải đuổi á chị, rất là mát luôn nha. Co giãn nhẹ giùm em nè. Vải thun và vải đuổi á, chắc phế sản không. Rồi đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Trắng đen hồng kè phô sữa. Nó có hai cái à nè. Trắng đen hồng kè phô sữa. Đẹp xuất sắc mấy chị ơi. 85.000. Cái này cũng thích thôi hả, mấy cái này đẹp lắm. Áo này lâu lâu mới về hàng. Rồi màu đen ở chị Phương Trang màu đen. Ngân bi áo sọc riêu sâu rồi em. Rồi đợi xíu. Chị Phương Trang màu đen 85.000. A lấy nó béo giùm em nha mấy chị ơi. Đen hồng trắng nè, kè phô sữa. Rút bao nhiêu là do mình nha. Chỗ này 85.000 vải đuổi beo đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng này người ta bán ra giá cao lắm, chứ không phải không ai bán giá này đâu mấy chị ơi. Em nhập là nhập tận nơi luôn á, tận gốc luôn. Về bán ra giá cực kỳ là rẻ luôn nha. Chị Xuân Rai Nguyễn màu đen. Xuân Rai Nguyễn màu đen nè. Chị Phương My Lê đồ ship hôm bữa chị chưa nhận nha. Ủa sao kỳ vậy ta? Em gửi lâu lắm luôn rồi á. Để like xong kiểm tra đơn nha chị ơi. Chị Hơ Lên Nguyễn màu đen, màu hồng, màu kè phô sữa. Chị Hơ Lên Nguyễn là hồng kè phô sữa với lại đen. Hồng kè phô sữa với đen nè. Hồng kè phô sữa với đen. Rồi em hết đen nha mấy chị ơi. Nguyệt Tranh màu hồng. Nguyệt Tranh là hồng nè em. Nguyệt Tranh hồng. Mua rồi mình mở shop luôn. Rồi sọc đen đây nha em ơi. Ngân bi, cái này chỉ có sọc đen với lại sọc hồng hai màu nha. Áo crop top form rộng như thế này, đẹp lắm luôn nha. Ok chị Ngô Hoàng Kim, nhưng mà áo này em hết màu đen rồi chị. Em còn màu hồng, màu kè phô sữa với màu trắng nha. Hồng kè phô sữa với trắng. Áo sọc này giá 95.000 giùm em nha. Vải beo đẹp beo xịn cho mình luôn. Giá 95.000, hồng nè, đen nè. Hồng đen nha mấy chị ơi. Sọc hồng cho Ngân bi, sọc hồng. Sọc hồng ở dưới còn không? Sọc hồng cho Ngân bi, sọc hồng nè em. Ngân bi sọc hồng. Rồi ai lấy nó béo giùm em nha. Sọc hồng cho Ngân bi. Quần em mặc đây nha chị Ngọc Lệ ơi. Quần em mặc là có màu đen với màu em mặc là hai màu nha chị. Quần em mặc nè. Đây nha chị Ngọc Lệ ơi, quần em mặc là quần ống rộng như thế này nha, nhưng mà ống vừa phải. Đó, như này nha chị ơi. Có màu em mặc là màu xám nha, với màu đen hai màu. Xám với đen hai màu giùm em nha chị Ngọc Lệ ơi. Xám đen hai màu chị, màu đen nữa nè. Áo rút hồi nãy là em còn màu hồng. Sọc đen chị Liên Kim, sọc đen. Ở dưới mình hết hồng rồi ngon. Em nhìn thử ơi.
Rồi quần này ở phía sau lưng thun rất là dễ mặc, từ 40 đến 60kg men vừa, ai mặc cũng được hết luôn. Thấy chị không? Em thấy chị mà chị Ngọc Lệ ơi. Nè quần có màu đen, màu xám, hai màu nha chị. Em đang mang là màu xám. Rồi này màu đen giùm em nha. 95 ngàn một quần, lưng là lưng cao, có dây cột eo luôn. Từ 40 đến 60kg là men vừa giùm em quần này nha. Rồi màu này là màu đen giùm em nha. Với màu em mặc là màu xám, hai màu nha chị. Hai màu. Rồi áo rút nha. Áo rút là em áo rút là còn màu màu trắng. Áo rút là còn màu trắng à. Áo rút là chỉ còn màu trắng thôi nha. Hết màu luôn rồi, còn màu trắng. Màu trắng đẹp mà sao mấy chị không lấy trắng. Rồi 85 ngàn chốt trắng giùm em nha mấy chị ơi. Trắng 85 ngàn áo rút. Rồi rút bao nhiêu là tùy mình nha mấy chị ơi. Rút bao nhiêu là tùy mình nha. Dạ chiều nay em chốt em gửi luôn nha chị Vân Anh ơi. Chiều nay em chốt rồi em gửi luôn nha. Chiều nay em chốt gửi luôn. Chị Ngọc Lệ màu xám nè. Chị Ngọc Lệ quần màu xám 95. Chị Hơ Len. Rồi em chốt chị Hơ Len rồi. Rồi áo này em còn màu trắng thôi nha. Ai lấy chốt em là áo rút màu trắng mấy chị ơi. Áo rút màu trắng giùm em nha. Áo rút màu trắng. Quần em mặc là có xám với lại đen hai màu. Rồi em que mẫu nha mấy chị ơi. Áo rút ai lấy thì béo em nha. Áo rút ai lấy nó thì béo em. Rút là chỉ còn màu trắng thôi. Và giá là 85 ngàn. Còn sọc ở sau là 95 giùm em nha. Sọc ở sau là giá 95 ngàn. Rồi em que mẫu luôn. Ủa, áo rút còn cái màu kè phôi sữa nữa nè. Ok chị Vân Anh nha chị ơi. Áo rút em còn cái màu kè phôi sữa nữa nè. Ai lấy thì béo em nha. Ok chị Minh Thư Nguyễn quần của chủ dồn em. Áo rút còn cái màu kè phôi sữa nè mấy chị ơi. Là em còn màu trắng với màu kè phôi sữa hai màu giúp em nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em. 85 ngàn màu kè phôi sữa với lại màu trắng hai màu. Rồi em lên một cái mẫu áo này nữa cho mấy chị nè. Áo đang mặc là giá 95 ngàn nhưng mà em hết màu đen rồi. Em còn màu hồng, màu kè phôi sữa với lại màu trắng. Áo mặc là còn hồng kè phôi sữa với trắng. Chị Catherine là rút màu kè phôi sữa nè. Catherine rút màu kè phôi sữa. Rút là 85 ngàn, còn áo em mặc là 95 nha mấy chị ơi. Áo em mặc là 95 ngàn, còn màu kè phô sữa, màu hồng, màu trắng. Áo này form ôm nha Trang Nguyễn ơi. Form như chị đang mặc nè. Màu đen nha, màu kè phô sữa. Màu kè... ơi hết đen rồi mày đúng không con? Đen là hết rồi nha mấy chị ơi. Áo nút này là giá 95 ngàn. Còn màu hồng, màu kè phô sữa với lại màu trắng giùm em nha. Hồng kè phô sữa với trắng giá 95, vải rất là xịn, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Mấy chị nhìn cái nút của nó là beo xịn, beo đẹp luôn nha. A à, lấy thì chốt giùm em là áo nút kèm màu. Rồi chị Ngọc Ngọc lấy kèm phô sữa nè. Chụp FPT nha em. Chị Ngọc Ngọc lấy áo nút màu kèm phô sữa. Rút trên cây á. Áo rút màu trắng chị Trang Huỳnh. Rút kèm phô sữa là chị có rồi mẹ chị Hoa Len. Ơ chị gì? Chị Catherine ơi, cái rút hồi nãy em chốt màu kè phô sữa cho chị rồi nha. Áo rút màu trắng á chị Trang Huỳnh rút trắng à. Áo rút màu trắng 85, em đưa giá cẩn thận nha. Cái này 85 nè. Rồi, cái này em còn màu trắng nha, à, lấy thì béo em mấy chị ơi. Rồi, em còn màu trắng nha. Áo nút á thì có màu kè phô sữa, màu hồng, màu trắng luôn. Áo này là áo rút mấy chị ơi, cẩn thận nha, để nó nhầm. Rồi ai lấy thì béo em nha mấy chị ơi. Vợ Ngọc Ngọc với cái áo sọc hồng lúc nãy. Sọc hồng hết rồi em ơi, còn sọc đỏ, sọc trắng đen à. Còn chị nhớ sọc hồng hết luôn không? Sọc là em còn sọc trắng đen thôi nha, hết sọc hồng rồi. Hết sọc hồng. Hết sọc hồng rồi nha. Rồi em que mẫu khác nè. Rút màu trắng cho Thanh. Chị Thanh Thùy nè, lên thì chị số điện thoại lại giúp em nè Thanh Thùy ơi. Rút trắng cho chị Thanh Thùy nè. Thanh Thùy cho em địa chỉ số điện thoại luôn. Rồi em que mẫu. Rút trắng cho chị Thanh Thùy. Địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Que mẫu nè mấy chị ơi. Trời ơi cái áo này cũng đẹp xuất sắc luôn. Thun giấy đẹp lắm luôn.
giấy đẹp lắm luôn á chị ơi. Rồi 85.000 giùm em nha. Áo này em có màu đen nè, form 40 đến 60 kg men vừa. Đen vàng. À lấy cái này chốt giùm em là thôi chốt màu giùm em là được rồi. Màu đen, màu vàng 40 đến 60 kg men vừa, rút hai bên. Đen vàng. Đen vàng. Màu đỏ bầm, đỏ bầm. Đỏ bầm giùm em nha, đẹp xuất sắc. 85.000. Quần em mặc từ 40 đến 60 kg là men vừa luôn nha chị ơi. Lên giùm em địa chỉ luôn nha. Màu vàng cho chị Thảo Trần, 85 vàng chị Thảo Trần. Đen vàng đỏ bầm. Đen vàng đỏ bầm. Màu hồng. Quần em mặc 40 đến 60 men vừa hết á, màu hồng. Màu hồng đẹp lắm luôn á chị ơi. Đỏ bầm cho chị Nhàn Phạm nè em. Đỏ bầm chị Nhàn Phạm. Chữ là chữ thêu nha mấy chị yên tâm, chữ là chữ thêu giùm em nha. Chị Hơ Lên Nguyễn là màu đen với màu đỏ. Chị Hơ Lên Nguyễn là đen nè với đỏ nè. Chị Hơ Lên Nguyễn đen với đỏ. Chị Phương Trang màu đen. Chị Phương Trang màu đen. Phương Trang đen này em. Chị Ngọc Ngọc màu hồng. Ngọc Ngọc màu hồng. Rồi màu kẹp hơi sữa luôn nè. Quần đen là chị Bảo Ngân Phan. Dạ rồi ok chị Bảo Ngân Phan dùng đơn quần đen. Quần đen 95 nè em. Chị Bảo Ngân Phan dồn. Màu hồng chị Kim Vi Nguyễn màu hồng. Chị Kim Vi Nguyễn màu hồng. Kim Vi Nguyễn màu hồng nè em. Rồi em còn màu vàng với màu kẹp hơi sữa. A à, lấy chốt giùm em nha. Còn vàng với kẹp hơi sữa từ 40 đến 60 kg men vừa luôn. Đẹp lắm luôn á chị ơi. Chữ là chữ thêu giùm em nha. Chữ thêu nè. Rồi em còn màu vàng với màu kẹp phôi sữa giùm em luôn. Còn vàng với lại kẹp phôi sữa A lấy thì báo giùm em nha. Em còn vàng với kẹp phôi sữa. Chị nào lấy nó không mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Cái này không lấy là tiếc thiệt sự luôn á. Rồi còn vàng với lại màu kẹp phôi sữa hai màu A lấy báo giùm em nha. Vàng với kẹp phôi sữa hai màu 85.000. Vàng kẹp phôi sữa hai màu giá 85 giùm em nha mấy chị ơi. A lấy nó thì báo giùm em nha. 85.000. Còn vàng với lại kẹp phôi sữa. Vàng cho Diệu Hè màu vàng nè. Diệu Hè màu vàng. Rồi em còn kẹp phôi sữa A lấy béo im nha mấy chị ơi. Kẹp phôi sữa chất beo đẹp luôn. Còn kẹp phôi sữa nha mấy chị ơi. A lấy béo im nha. Còn kẹp phôi sữa. Kẹp phôi sữa cho em đây yên. Em ở đây yên nè em. Em ở đây yên. Em hết vàng rồi nha. Còn kẹp phôi sữa thôi à. Hết đen hết vàng nha chị Huyền Suri ơi. Còn màu kẹp phôi sữa thôi nha chị. Còn kẹp phôi sữa em tiêu ở sau thôi à. Còn kẹp phôi sữa tiêu sau nha. Rồi cái này là khăn ủ tóc mấy chị ơi. Khăn ủ tóc này đang rất là hot hit luôn. Đây mấy chị ơi, hàng xịn sò nha. Beo rỉ, beo đẹp luôn. 49.000 cái giùm em, khăn ủ tóc. Cái này đang ở trên mạng đang rần rần cái này nè mấy chị ơi. Khăn ủ nè, 49.000 giùm em nha. Siêu thấm luôn á. Tóc rất là nhanh khô luôn nha. Để cái này em like xong em up hình với em up video mấy chị coi. Khăn ủ tóc em có cái viền của nó là viền đen. Viền đen là chữ thêu giùm em nha. Chữ là chữ thêu nè. Đó. Viền màu đen với lại viền màu hồng hai màu 49.000. Cực kỳ là rẻ luôn nha mấy chị ơi. Cái này bán là thực sự là không có lời gì hết luôn á. Tại vì xiên xiên vô bán thôi mấy chị ơi. Cho có mấy chị dùng á. Rồi rất là xịn luôn nha. Khăn ủ tóc. Đó. Pin bông một cái nè. Viền đen viền hồng hai màu. Đẹp lắm luôn. Rồi có 49.000 mấy chị ơi, siêu rẻ giùm em nha. Mình gọi đầu xong á, mình ủ lên rồi mình làm cái gì đó mình làm. Nó rất là nhanh khô luôn. Tiện cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Binh bông một cái nè, chồm lên cái em. Chị Hơ Lên Nguyễn một cái luôn.
bin bông một cái, chị hơ lên Nguyễn một cái có 49.000 thôi. Mình gọi đầu xong á, mình ủ tóc lên rất là khô luôn, gọi xong đúng không, thay vì mình ngồi mình sấy tóc thì bây giờ mình bin bông lấy cái viền đen nha, bin bông lấy viền đen á. Ok phương pháp nè, thay vì gọi đầu xong phải ra ngồi máy sấy hoặc là ngồi máy quẹt để sấy tóc thì bây giờ mấy chị có thể ủ cái này rồi mình làm công việc gì đó thì mình làm nha, rất là nhanh khô tóc luôn. Rồi lấy hai cái hai màu cho phương bắc, 49.000 mấy chị ơi, rẻ đẹp cực kỳ, chữ là chữ thêu, cứ yên tâm là em bán đúng hàng cho mấy chị nha, bán đúng hàng cho mấy chị mà giá là siêu rẻ, giá là siêu rẻ luôn nha. Rồi chị bỏ Thúy một cái luôn em, rồi ai lấy nó béo giùm em nha, có 49.000 mấy chị ơi, 49.000 giúp em nha. Rồi ơi mấy chị nhìn cận luôn nè, đẹp cực kỳ, cái bọc không là để rất là xịn rồi. Đây nè, 49.000 đây nha mấy chị ơi. Chị Hân Ni Nguyễn một cái viền màu hồng em, chị Hân Ni Nguyễn viền hồng đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chị Hồng Gia lấy viền hồng, chị Hồng Gia này cho em địa chỉ luôn nha, Hồng Gia ơi, Hồng Gia viền hồng luôn được em. Ok chị Bin, ok Bin Bon nè, Hồng Gia viền hồng cho em, Hồng Gia viền hồng. Duyên Duyên là cho chị hai cái, là Duyên Duyên lấy một đen một hồng đi ngon, Duyên Duyên một đen một hồng em, một đen một hồng. Rồi ai lấy nữa thì báo em nha, có 49.000 cực kỳ rẻ luôn, em cũng phải để dành hai cái để em dùng, em với lại con gái của em thích. Nó mềm cực kỳ luôn mấy chị ơi, hàng nha, chuẩn hàng mà giá siêu rẻ có 49.000 thôi, 49.000 một cái, viền đen viền hồng hai màu, giá 49.000 rất là rẻ luôn mấy chị ơi. Cái này mình gặp mình mua, mình mua luôn, em ship cùng với lại quần áo á cho mấy chị luôn nha. Đó, sọc đen sọc hồng hai màu giá 49.000. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hồng Giang chị ơi. Rồi ai lấy nữa không mấy chị ơi, viền màu hồng với lại viền màu đen hai màu giá có 49.000, 49.000 một cái thôi nha. Ai lấy thì béo em nha mấy chị ơi, rẻ rẻ lắm luôn á, còn hết rồi mấy chị ơi, còn hết rồi, ai lấy thì nhanh tay nha. Viền đen viền hồng hai màu giá 49.000 một cái, rất là tiện luôn, rất là tiện luôn nha, 49.000. Hồng Vân lấy viền hồng em, Hồng Vân lấy viền hồng. Rồi ai lấy nữa béo em nha. Ủa em ghi ai nữa mà chị thấy em rút xói xẻ mà mấy chị đâu có hiểu. À, rồi Hồng Vân viền hồng, Hồng Vân viền hồng. Rồi ai lấy nữa béo giùm em nha, có 49.000 cái, rất là tiện lợi luôn nha mấy chị ơi, tiện vô cùng. Màu đen, viền hồng hai màu. Rồi ai lấy nút béo giùm em nha, viền đen, viền hồng hai màu. Chị hơ lên thêm một cái em, hồi nãy em lấy viền màu gì, bây giờ rồi ok chị Hân đi, chị hơ lên Nguyễn. Rồi ai lấy nút béo giùm em nha mấy chị ơi, 49.000. Rồi em lấy cái đầm này nha mấy chị nè. Rồi đầm này đang rất là hot luôn. Rồi đầm này đang rất là hot, 40-60kg men vừa giúp em nha, 40-60kg là men vừa giùm em cái đầm này luôn, đang rất là hot hit luôn mấy chị ơi. Rồi vải dày dặn cực kỳ luôn nha, vải dày dặn lắm lắm luôn. Rồi đầm này giùm em nha mấy chị ơi. Rồi đầm giùm em nha, đầm giá 125.000, siêu rẻ, cái này em bao giá mấy chị luôn nha. Cái này em thấy UT đang xỉ là xỉ tới 145 rồi đó. Cái này em bán lẻ đây chỉ có 125 thôi. Từ 40-60kg là men vừa hết giùm em. Lấy chốt nhanh giùm em nha mấy chị ơi. Vỏ bích ngọc đầm nè, vỏ bích ngọc 40-60kg men vừa 125. Chị Hơ Lên Nguyễn đầm, chị Hơ Lên Nguyễn nè. Rồi lấy chốt giùm em nha, 125.000, hàng chuẩn đẹp cho mình nha, 125 giúp em nè. Này ta đang sỉ 145 rồi mấy chị ơi, em bán lẻ 125. Rồi lấy nó chốt đầm giùm em nha, 125.000, phơm 40-60kg men vừa giùm em luôn. 40-60kg là men vừa giúp em luôn nha. Lấy chốt đầm liền giùm em mấy chị ơi. Rồi đầm cho Phương Bắc nè. Đầm cho Phương Bắc. Cái này là chạy viền nha mấy chị ơi, không phải là in vô đâu nên là yên tâm giúp em nha. Người ta chạy viền luôn nè. Chạy viền luôn nha mấy chị ơi. Giá là 125.000, siêu rẻ luôn. Lấy chốt liền giùm em nha, 125.
125 nha mấy chị ơi, 125. Chị Liên Kim đầm nè. Rồi ai lấy nửa béo giùm em nha, 125.000 một đầm. Form 40 đến 60 kg men vừa giúp em luôn. Rồi đẹp trẻ nha mấy chị ơi. Ai lấy nửa chốt giùm em là đầm nha, giá 125.000 một đầm. Giá 125.000 một đầm giùm em nha mấy chị ơi. 125.000 một đầm. Rồi rỉ đẹp cực kỳ giùm em nha. Rồi ai lấy nửa thì béo giùm em nha, 125 mấy chị ơi. 125.000 một đầm. 125 giùm em nha. Rồi em que mẫu mấy chị luôn nè, que ship bộ. Que ship bộ nha mấy chị ơi, ship bộ giùm em nè. Ship bộ giùm em nha. Đây. Rồi ship này em có be màu. Ship này có be màu nha mấy chị ơi. Gồm áo thun giùm em nha. Áo khoác chứ nhầm, áo khoác. Gồm cái áo khoác nè. Với lại một cái quần màu đen, nguyên một set luôn nha mấy chị ơi. Rồi 155.000 nguyên set giùm em nha. 155.000 nguyên một set. Em có là quần màu đen, áo màu kè phô sữa nè. Quần màu đen, áo màu kè phô sữa, 155 nguyên một set giùm em nha. Rồi, quần đen áo kè phô sữa. Rồi cái này là áo đen quần đen luôn. Form màu đen này là form 60kg trở lại men vừa. Không, 57-58kg giùm em nha. 57-58kg lại men vừa màu đen. Còn màu kè phô sữa là 55-56kg trở lại giùm em nha. Kè phô sữa là 55-56kg trở lại. Giá là 155.000 ship này. Rồi với lại cái này là áo màu trắng quần màu đen nha mấy chị ơi, 155 nguyên một set. Áo trắng quần đen giùm em nha. Áo trắng quần đen là form 55-56kg lại men vừa giùm em. 155.000 nguyên kẻ set luôn nha. Set áo đen quần đen hay sao chị Helen ơi. Rồi ai lấy chốt em là màu trắng nè. Cái này chốt trắng giùm em nha. Trắng là 55-56kg lại men vừa, 40kg đổ lên. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 155 giúp em nha. 155.000. Cái này ai lấy chốt trắng giùm em nè. Cầm nặng tay lắm luôn à. Trắng giùm em nha, trắng nè. Rồi cái này chốt em là đen. Đen nha mấy chị ơi. Xít trắng chị Hơ Lên Nguyễn màu trắng nè em. Chị Hơ Lên Nguyễn trắng 155. Rồi ai lấy nó béo giùm em nha. Kè phô sữa chị Thủy Tiên. Rồi kè phơ sữa chị Thủy Tiên nè, rồi em còn màu đen nha. Ai lấy đen thì chốt đen giùm em. Chị Thủy Tiên nè, chị có thể quay lại nha. Màu đen chị Thủy, màu kè phơ sữa chị Thủy Tiên. Rồi ok chị Hơ Lên Nguyễn nè, là màu đen màu trắng luôn. Chị Hơ Lên Nguyễn màu đen màu trắng luôn nè. Hơ Lên Nguyễn màu đen màu trắng luôn. Rồi em hết set rồi nha. Rồi hết set này nha mấy chị ơi. Hơ Lên là màu trắng màu đen nha. Rồi set này giùm em nha, cũng 155 nha mấy chị ơi. Rồi cái này form 52kg trở lại men vừa giùm em nha. Set này 52kg lại men vừa. 52kg lại men vừa giùm em. Rồi cái này chốt giùm em là set trắng. Áo sọc đen phía sau 95 nha chị Hà An ơi. Giá 95.000 nha chị. Rồi áo này giá 95.000 giùm em nha mấy chị ơi. Giá 95.000 giùm em nha. Sọc đen 95, form 40 đến 60kg men vừa luôn. Áo này form crop top, form ngắn nha chị Hà An ơi. Vải bao đẹp cho mình luôn nha. Giá 95.000. A lấy chốt sọc đen 95 giùm em nha. Bao đẹp bao xịn luôn. Tay là tay phòng phòng bo nè. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Kè phô sữa em hết rồi nha chị Hồng Lê ơi. Chị Hà An lấy sọc đen nè, cho em địa chỉ số điện thoại chị Hà An ơi. Hà An sọc đen nè. 95.000 cho em địa chỉ số điện thoại luôn. Chụp EBT hết đi em. Nhi Ngọc màu đen luôn nè. Chụp hết EBT.
Chị Như Ngọc sọc luôn nè, Như Ngọc sọc 95 luôn. Rồi ai lấy sọc nội chốt em nhan giá 95.000 một áo. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi, đẹp từ form đến chất vải luôn nha. Áo trắng đen sau lưng chị lấy em. Chị Hà An ở đâu chị? Béo địa chỉ em mới béo phí ship được nha chị ơi. Áo này 85.000, form 40-60kg em mang vừa luôn nha chị ơi. Áo này 85.000 dùm em nha. Áo lệch vai đang hết rồi nha chị. Ê, áo lệch vai có mấy mẫu á, tay ngắn với tay dài luôn em ạ. Ninh Thuận là em gửi bưu điện nha chị. Phí tầm 30-35.000 tùy con nặng nha chị Hà An ơi. Nếu như mà nó nhẹ thì nó rẻ hơn nữa nha chị Hà An. Tầm là 30-35.000. Rồi áo này 85.000, form 40-60kg mang vừa nha. Áo này ai lấy thì chốt dùm em. Áo này nha chị Hà Linh ơi. Rồi ok Hà Linh lấy cái này nè em. Ngon bỏ cọc này đây luôn nè, phía dưới á. Rồi ok chị Hà Linh nè, MT Hà Linh một cái em, một cái. Rồi ai lấy áo này nội chốt em nha, giá 85.000, 40-60kg mang vừa. Áo rút dây là mẫu này. Còn cả màu trắng nha chị. Rồi áo rút dây em còn cái màu trắng nha, ai lấy thì béo em, ok Hà Linh nè. Rồi áo rút dây còn cái màu trắng nè, ai lấy trắng thì chốt trắng, giá 85.000 nha. Còn áo này ai lấy là chốt dùm em áo beo, nó beo nè mấy chị ạ. Chốt beo dùm em nha, beo nha mấy chị ơi, beo. Còn này trắng rút dùm em nha, trắng rút. Rồi ai lấy béo em nha mấy chị ơi. Rồi ship này 155.000. Ok chị Hơ Lên Nguyễn nè. Đầm rút dây không có nha chị Hà An ơi. Hà An lên địa chỉ cụ thể luôn nha chị Hà An ơi. Cho nên thuận không là em không có ship hàng được. Cho thông tin cụ thể xíu nha chị. Rồi này em có màu trắng nè với lại màu đen hai màu. Cái này em có màu trắng màu đen hai màu giá 155. À lấy chốt giùm em nha, trắng đen hai màu 155. Rồi cũng form 52kg trở lại mang vừa dùm em nha. 52kg trở lại mang vừa giá 155.000. Giá 155.000, quần chỗ này chữ là chữ thêu. Chót đẹp mấy chị yên tâm chất vải nha. 52kg trở lại mang vừa dùm em, Alexis chốt dùm em nè. Dạ rồi ok chị Hà An nha chị. Rồi áo đây nha. Rồi xếp này em có màu đen màu trắng hai màu giá là 155.000. A lấy chốt em là set kìm màu nha 155, màu đen màu trắng hai màu. Rồi đen mà nha mấy chị ơi, với màu trắng nè hai màu dùm em nha. Chị lấy chốt em là set kìm màu. Set kìm màu nha. 155.000 một set nha mấy chị ơi. A lấy chốt em là set kìm màu 155. Em chụp địa chỉ chưa? Rồi áo form rộng này nha mấy chị ơi, có beo này chốt em mã số 1. 40-60kg mang vừa, cái này chốt mã 1 giùm em nha mấy chị ơi. 40-60kg mang vừa giùm em nè, chốt giùm em mã số 1. Mã 1, vải đẹp cực kỳ luôn nha, chắc vải mấy chị cứ yên tâm. Mã 1 giùm em. 85.000. Rồi này chốt em mã số 2 nha, 85.000 mã 2. Form rộng, cái này giấu quần luôn nha mấy chị ơi. Từ 40-60kg là men vừa hết dùm em nha. Cái này chốt dùm em mã số 1 nè. Mã 1, 85.000 mã 1. Rồi cái này chốt dùm em mã số 2 nha, 85.000 mã 2. 85.000 mã 2 dùm em nha. Ai lấy chốt dùm em nè mấy chị ơi. Sọc mới là form ngắn crop top nha chị Hà An ơi. Mã đầu lam có mặt rồi. Rồi này chốt em mã số 1 nha mấy chị ơi. Rồi này mã 2, mẻ 1, mẻ 2 dùm em nha. Giá 85.000 một áo dùm em nha. Mẻ 1, mẻ 2, hai màu. Mẻ 1 là beo nhí, còn mẻ 2 là hình béo béo đây nè. Rồi mẻ 2 chị Hơ Lên Nguyễn mẻ 2. Chị Hơ Lên Nguyễn mẻ 2. A lấy nó chốt dùm em nha. Mẻ 1, mẻ 2. Mẻ 2 Bạch Yến Dương mẻ 2. Bạch Yến Dương mẻ số 2. Rồi A lấy nó chốt em nha.
85.000 mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Cái này mẹ số 1. 1 giùm em nha. Áo giấy là em like hết rồi chị, bây giờ còn hai mẫu này nha. Áo giấy nè, còn màu trắng nè, rút một bên. Và màu nâu là nó rút hai bên nha chị. 85.000 áo. Chỗ này chữ là chữ thêu giùm em nha. Màu nâu là rút hai bên, còn màu trắng là rút một bên giùm em nha. Đó. 85.000 áo nâu trắng hai màu. 85.000 giùm em nha. Nâu trắng hai màu giá 85.000. Rồi ai lấy thì béo giùm em nha mấy chị ơi. Rút á. Rồi cái này chốt mẻ 1 giùm em nha. Rồi em quay mẫu luôn. Rồi áo sát nách form rộng rãi thoải mái, 40 đến 60 kg là mang vừa hết giúp em áo này luôn nha mấy chị ơi. Rồi em có màu vàng nè, vải len nha. Vải len dệt kim nha mấy chị ơi, vàng xanh. Vàng xanh. Xanh nè. Áo này giá là 59.000 một áo giùm em nha. 59.000 áo, form 40 đến 60 kg mang vừa. Vải rất là mịn, rất đẹp và siêu co giãn giùm em nha. 40 đến 60, 65 cái gì cũng vừa luôn á. Xanh nè, vàng nè. 59.000 áo, ai lấy chốt em là áo kìm màu nha, vàng xanh. Vàng xanh, trắng, kem đất, hồng. Màu đen, màu đỏ. Rồi áo này nha mấy chị ơi, bông màu cho mấy chị con này giá 59.000 một áo giùm em nha. Vải len dệt kim. Chất này mặc không nóng nha mấy chị ơi. Không nóng giùm em nha. Màu đỏ nè. Đỏ. Rồi màu xanh, màu vàng. Đỏ này đỏ đô nha. Đỏ đô xanh vàng. 59.000, 40 đến 60kg men vừa. Đúng rồi, cái này đóng thùng đẹp á. Màu đen. Cái này mấy chị mặc cũng được. Mẹ mua cho mẹ mình mặc cũng được luôn. Thiệt luôn á, đẹp cực kỳ nha mấy chị ơi. Có 59.000 một cái, nhận hàng ưng ý liền luôn. Chất vải là siêu co giãn giúp em nha. Đen, đỏ, vàng, xanh, hồng, kem đất trắng, giá 59.000 một áo giùm em luôn. Đây nha mấy chị ơi. Rồi Hà An bỏ ra em. Áo đó em để nói từ đầu là form crop top mẹ chị. Hà An á. Áo đó là form crop top nè, form ngắn. Em nói từ đầu rồi mẹ. Rồi cái này màu hồng giùm em nha mấy chị ơi. Hồng, hồng. Màu kem đất giùm em nha mấy chị ơi. Xít ngủ còn luôn nha. Xít ngủ em còn. Rồi cái này màu kem đất. Xít ngủ là bộ đồ mà bộ đồ hoạt hình á. Hoạt hình. Cái đó ngắn nha chị Hà An ơi. Cái đó là form ngắn mẹ. Éo là éo form ngắn. Rồi màu kem đất giùm em luôn nha. Trắng cho dân dân một cái trắng. Xếp mà xếp tay dài hoặc hình em có hai loại. Một loại là 115.000, một loại là 75. Về đầu like là em đã lên bộ 115.000 rồi. Bây giờ chuẩn bị em lên loại 75.000 cho mấy chị nha. Rồi màu trắng nè, áo này 59.000. Ai lấy chốt liền giúp em nha. Trắng. Trắng giùm em nè, màu kem. Màu kem đất. Trắng kem đất. Màu xanh giá 59.000 một áo giúp em nha. Xanh nè, vàng nè, cái này em thấy vải đẹp lắm á. Vàng. Màu này là màu đỏ đô. Đỏ đô nha mấy chị ơi. Màu đen với lại màu hồng luôn. Đen với hồng luôn nè. Rồi hồng, hồng em nha. Rồi đen. Đen nha mấy chị ơi, đen. Đó, ai lấy thì chốt em áo kìm màu nha. 59.000 cái. 59.000 cái giùm em nha. Ai lấy thì béo em. Rồi em que bộ ngủ cho mấy chị nha. Rồi sơ mi 75 em có một cái nha. Sơ mi 75.000 em có một cái nè, form rộng giấu quần luôn. 40 đến 60 kg men vừa. A lấy chốt sơ mi giùm em mặc thử không? Rồi cái này A lấy chốt sơ mi giùm em nha mấy chị ơi. Sơ mi 75.000 form giấu quần luôn, cái này hàng Quảng Châu một cái duy nhất thôi. Một cái duy nhất giùm em nha. Cái này chốt giùm em là sơ mi 75.000 sơ mi. Để áo đen dần dần nè. Áo đen là nãy dần dần lấy đúng không? Áo đen dần dần. Rồi để em lên xiết ngủ nha. Bộ tay dài mặc ở nhà á.
75 nha. Dạ alo. Alo. Gì? Cái này mặc lọt vai được luôn nha mấy chị ơi, còn không thì mặc cổ bình thường. Không mặc cổ bình thường giùm em nha. Quần em mặc hồi nãy nó có màu đen nữa nè, đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Quần hồi nãy nó có màu đen luôn nha. Áo là có 59.000 thôi, mà form rộng. Cái gì mặc lọt vai được luôn. Rồi để em lên xếp ngủ 75.000 cho mấy chị nha. Đó, quần này có màu đen nữa nè mấy chị ơi. Quần này có màu đen nữa, đen xám hai màu giùm em nha. Quần 95 áo 75, quần 95 áo 75 giùm em, quần 95 áo 59 nha. Rồi que bộ ngủ nha mấy chị ơi. Bộ ngủ giùm em nè, quần là 40 đến 60 kg men vừa luôn nha chị Lê Hằng ơi. Quần là 40 đến 60 kg là men vừa em quần luôn. Quần có màu đen với lại màu xám hai màu. 40 đến 60 kg là men vừa cái quần này giùm em luôn nha. Lưng là lưng siêu keo luôn mấy chị ơi. Lưng keo lắm luôn nha. Rồi bộ ngủ giá 75.000. Chị Lê Hằng quần màu đen. Ngon rút Lê Hằng quần đen đi. Rồi bộ này bộ hình giùm em nha mấy chị ơi, tay dài, quần dài luôn, 60kg đổ lại men vừa giùm em, giá 75.000 một bộ. 75.000 một bộ giùm em nha. Rồi 75.000 một bộ, form 40 đến 60kg men vừa giùm em luôn. Cái này hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Bộ hộp hình nè. Rồi ai lấy cái này chốt em mã số 1 nha. 75.000 mã 1, 40 đến 60kg là men vừa giúp em luôn. Quần dài nè, áo tay dài luôn nha mấy chị ơi. Bao dễ thương luôn nha. Vải này vải thun hàng Quảng Châu nha, bẻo ngon phan ơi. Vải thun nha hàng Quảng Châu. Vải thun hàng Quảng Châu giùm em nha. Chị Liên Kim mẻ 1. Cái này là vải thun nha mấy chị ơi, nó nhẹ nhàng mặc rất là mát luôn. 75.000 bao giá luôn nha mấy chị ơi. 75.000 bao giá luôn nha. Bộ hộp hình nè, chốt em mã số 1. Em lên từng mẫu nè, chốt giùm em mã 1 nha. Có 75.000 là siêu rẻ luôn. Chị Tigon Nguyễn một bộ nè. Đây bộ này cũng có một bộ à, chị Tigon Nguyễn nè, mã 1 ok chị. Mã 1. Tigon Nguyễn mã 1. Rồi mẻ 2. Mẻ 2 giùm em nha mấy chị ơi, 40 đến 60 là men vừa hết luôn. Rồi chốt em mẻ số 2. Mẻ 2 giùm em nha, mẻ 2. 75.000 một bộ, 40 đến 60 kg men vừa, cái này chốt em mẻ số 2. Mẻ 2 rồi dễ thương. Mẻ 2 giùm em nha, hình con Mickey nè, à, hình con mèo Kitty. Rồi 75.000 chốt giùm em mẻ số 2. Mẻ 2 nha mấy chị ơi, mẻ số 2. Rồi số 2 có màu xanh, màu hồng, 2 màu. Số 2 có màu xanh, màu hồng, 2 màu. Chia sẻ like giùm em nè. 75.000 có màu xanh, màu hồng, 2 màu. Chị nào lấy chốt mẻ 2 kìm màu. Có 75.000 một bộ mấy chị ơi. Mặc beo thoải mái từ 40 đến 60kg men vừa luôn. Rồi xanh, hồng, 2 màu giùm em nha. Chốt em mẻ số 2 kìm màu. Màu xanh nha mấy chị ơi. Mẻ số 2 màu xanh giùm em nè. Cái này giặt thoải mái nha. Cái hình của nó là trong vải luôn, không có sợ bong tróc gì hết. Rồi mẻ số 2 giùm em nha, xanh hồng hai màu. A à, lấy chốt em mẻ số 2. Rồi mẻ số B cũng có màu xanh, màu hồng hai màu. Dễ thương lắm luôn quý vị ơi.
Số B dùm em nha, số B cũng có xanh hồng hai màu, quần là quần chấm bi, 75.000 bộ, mấy chị mua mặc là ghiền luôn á, chất của nó nhẹ nhàng thoải mái cực kỳ luôn nha. Rồi chốt em mẻ số B. Chấm bi nha mấy chị ơi, chấm bi ở trước nè, vải đẹp cực kỳ. 75.000 mặc rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn nha. Quần đen mặc chất dày dặn không mỏng nha, Ti Ôn Nguyễn ơi. Rồi chốt em mẻ số B, 75.000 mẻ B. Rồi mẻ số B 75.000 mẻ B giùm em, 40 đến 60 kg men vừa giúp em luôn nha. Vải beo đẹp luôn mấy chị ơi. Trời. Có 75.000 bộ thôi nè. Rồi mẻ số B em có màu hồng nè, với lại màu xanh nè, hai màu. Số B có hồng với xanh hai màu giùm em nha, hồng xanh hai màu mẻ số B. Đó màu xanh giùm em luôn, có 75.000 bộ mấy chị ơi. 40 đến 60 kg men vừa luôn nha, mặc ở nhà beo nhẹ nhàng thoải mái luôn. Đó màu xanh giùm em, xanh nha. Quần suông đen ok chị Ti Gôn Nguyễn nè à. Quần đen mặc 95.000 chị Ti Gôn Nguyễn. Ti Gôn Nguyễn này em 95. Quần đen của chị Hiền Nguyễn nè à. Hiền Nguyễn này lên địa chỉ số điện thoại dùm em nha chị Hiền ơi. Bữa trước hình như chị còn một cái đầm á. Chị Hiền còn một cái đầm bên em nha. Một cái đầm trắng nè à. Lên địa chỉ số điện thoại lại dùm em luôn chị Hiền ơi. Rồi ai lấy nó chốt dùm em nha. Rồi số B hồng xanh của chị Tuyết Trinh Nguyễn nè. Hai bộ số B hồng với xanh ok chị Tuyết Trinh Nguyễn, màu hồng với màu xanh. Hồng với xanh chị Tuyết Trinh Nguyễn này em, hồng với xanh nè. 75.000 bộ, số B hồng với xanh. 75.000. Số 4 là em có màu xám với màu hồng hai màu. Ok chị Hiền, nhưng mà lên địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Bữa trước không thấy địa chỉ số điện thoại của chị. Cho địa chỉ số điện thoại giùm em nha, để chiều nay bên em giao hàng cho chị luôn. Rồi này chốt em là sọc xám. Sọc xám. Sọc xám nha mấy chị ơi, 75.000 bộ sọc xám nè. Sọc này là sọc hồng. Sọc hồng giùm em nha mấy chị ơi, sọc xám, sọc hồng. Cái này sọc hồng nha, chốt giùm em nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa giùm em nha, mặc nhẹ nhàng thoải mái. Xám cho chị Tuyết Trinh Nguyễn màu xám nè. 75.000 chị Tuyết Trinh Nguyễn màu xám. Rồi em còn màu hồng nha. Ai lấy chốt em sọc hồng nè. Hết xám rồi, cái này hồng giùm em nha. Sọc hồng nha chị Phương Trang ơi. Sọc hồng 75.000 mặc ở nhà rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn nha. Rồi chốt em là sọc hồng, hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Rồi 75.000 chốt sọc hồng 75 giùm em nha. Hồng chị Tuyết Trinh Nguyễn hồng luôn nè em. Chị Tuyết Trinh Nguyễn hồng. Chị Hiền nè. Sọc hồng nào vậy? Hồng nhí hả? Ngon con giống cái sọc này nghe. Giống không hay khác? Khác hả? Rồi sọc hồng em hết rồi nha. Rồi cái này mẻ 1 hồi nãy hình như hết rồi. Cái này chốt em mẻ số 5. Rồi mẻ 5 giùm em nha. Ai lấy chốt em mẻ 5, 75.000 mẻ 5. Em hết sọc hồng rồi. Nhiều màu lắm, tí hồi chọn mẫu khác nha chị. Rồi chốt em mẻ số 5, 75.000 mẻ 5. Rồi 75.000 mẻ số 5 giùm em nha. Chị nào lấy chốt em mẻ 5 với 75.000 mẻ 5. Cái này tương tự tự giống mẻ số 1 nè. Hải vỏ. Cái này giống mẻ 1 hồi nãy nè. Rồi 75.000 chốt em mẻ số 5 nha mấy chị ơi, mẻ số 5 với 75.000. Hải vỏ nè, hải vỏ mẻ 5 nè em. Rồi ai lấy nó chốt em mẻ số 5 nha. Giá là 75.000 mẻ số 5. Mẻ 5 đẹp nè, ai lấy nó chốt mẻ 5 giùm em nha. Mẻ 5 nha mấy chị ơi. Hai cái mẻ số 5 đúng không hải vỏ? Là hai cái mẻ số 5 hay xem ơi. Chị Ti Gôn Nguyễn mẻ 5 nè. Ti Gôn Nguyễn mẻ 5. Rồi. Hải vỏ là hai cái hay xe béo lại giùm chị nha. Rồi ok, hải vỏ thêm bộ này.
Rồi cái này mẹ 6 giùm em nha mấy chị ơi. Mẹ 6, mẹ số 6 giùm em nha. Có màu hồng nè, màu hồng. Mẹ 6 75 ngàn có màu hồng nè. Mẹ 6 màu hồng, màu kem 75 ngàn. Mẹ 5 em hết nha chị Huyền ơi. Màu hồng nè, màu kem. Màu kem giùm em nha, hồng kem. Mẹ này mẹ số 6. Rồi màu hồng nè, màu kem nè mấy chị ơi, 75 ngàn bộ nha, màu kem nè. Với màu xanh. Hồng kem xanh ba màu. À lấy chút em mẹ 6 kìm màu giá 75 ngàn. Mẹ 6 kìm màu giùm em nha, hồng xanh kem ba màu. Hồng xanh kem ba màu giùm em nha, chốt em mẹ 6 kìm màu. Đây. Mẹ 6 nha mấy chị ơi, hồng xanh kem ba màu giá 75 ngàn. Đó, à lấy chút giùm em nha. Mẹ 6 màu xanh của Thùy Trinh. Màu xanh của Thùy Trinh này em. Rồi a lấy chốt em mẹ 6 kìm màu nha, còn màu hồng với lại màu kem. Rồi mẹ 7 giùm em nha mấy chị ơi, mẹ số 7 nè. Rồi mẹ 7 giùm em nha, mẹ số 7, a lấy mẹ 7 chốt em mẹ 7. Mẹ 7 giùm em nha, màu rất là nhẹ nhàng luôn. Nè mấy chị ơi. Mẹ số 7 giùm em nha, a lấy chốt em mẹ 7. Số 6, số 6 hình như hết màu xanh rồi các chị ơi. Số 6 em hết màu xanh rồi nha chị. Số 6 em hết màu xanh rồi. Số 7 của Hải Võ, số 7 nè em. Hải Võ số 7 nè, Hải Võ số 7. Hải Võ mẹ 7. Chị Xuân ra Nguyễn mẹ 7. Rồi ghi cho Xuân ra Nguyễn cái đó mẹ 7 em, Xuân ra Nguyễn mẹ 7. Ngàn nha chị Thanh Tâm ơi, 75 ngàn chị. 75 ngàn. Rồi cái này chốt mẹ số 8 giùm em nha, có màu hồng nè. Số 8 em có màu hồng, 75 ngàn bộ. Số 8 màu hồng. Số 8 nè mấy chị ơi, màu hồng nè, màu hồng. 75 ngàn bộ em nha, màu hồng nè. Màu xanh. Màu hồng, màu này màu xanh xanh gì đây ta? Màu hồng của chị Bẻo Ngon Phan màu hồng nè. Bẻo Ngon Phan hồng em. Rồi này chốt xanh giùm em nha, xanh. Xanh, tém màu xanh. Màu xanh giùm em nha mấy chị ơi, màu xanh. Tém màu xanh giùm em nha, màu xanh. Em màu xanh nha mấy chị ơi. $40-$60 nha chị Nguyễn Mai ơi. Rồi này chốt giùm em là xanh này xanh gì rồi? Xanh xanh nhạt nha. Tém xanh của chị Nguyễn Hồng Phương nè. Tém xanh chị Nguyễn Hồng Phương nè em. Rồi này chốt em là xanh nhạt. Xanh nhạt 40-60kg men vừa chốt xanh nhạt giùm em nha. Xanh nhạt 75.000 xanh nhạt. Rồi 75.000 xanh nhạt, cái này là xanh xanh tím tím gì á. Gần như màu tím vậy á. Rồi xanh nhạt của chị Lê Hằng xanh nhạt. Chị Nguyễn Hồng Phương không ghi chưa? Rồi Lê Hằng xanh nhạt nè. Chị Lê Hằng xanh nhạt. Lê Hằng xanh nhạt. Rồi cái này chốt em mẹ số 9 nha. Mẹ số 9 nè. Số 9 màu hồng. Số 9 màu hồng dùm em nha. Số 9 màu hồng 75 ngàn. Số 9 màu hồng. Rồi 75 ngàn bộ nha. Số 9 màu hồng dùm em. Số 9 màu hồng. Đầm đợi chị xíu nha, xong này rồi quê đầm. Rồi chốt em là mẹ số 9 màu hồng nè, số 9 màu hồng. Màu này màu kem. Hồng màu kem sữa, số 9 kìm màu giùm em nha, hồng với kem sữa hai màu. Kem sữa. Kem sữa với hồng hai màu. Rồi kem sữa với hồng hai màu, chốt giùm em nha, kem sữa với hồng hai màu. Rồi kem sữa với hồng hai màu. Số 9 Thùy Trinh màu hồng. Thùy Trinh màu hồng.
Thùy Trinh Hồng, chị Lê Hằng màu kem. Thùy Trinh Hồng, Lê Hằng màu kem. Rồi chốt em mẹ số 10 nè, mẹ 10 có màu xanh, màu hồng hai màu, 75.000 bộ em nha. Mẹ số 10 có màu xanh nè. Số 10 nè. Phía sau của nó nha. Số 10 75.000, số 10 có màu xanh. Màu xanh nha mấy chị ơi, màu xanh giùm em nè, màu xanh với lại màu hồng. Xanh hồng với lại màu kem sữa be màu. Xanh hồng kem sữa be màu mẹ số 10. Ủa bên em thấy vỏ bánh ngọc mà nó không? À đúng rồi, vỏ bánh ngọc có nè. Nhưng mà em lấy màu gì? Chị hết màu, chị hết số 9 luôn rồi vỏ bánh ngọc ơi. Để xong rồi em chọn cái khác em chị nha, nhiều màu lắm. Rồi cái này chốt em mẹ số 10 kèm màu nha, vỏ bích ngọc ơi. Chọn cái khác giùm chị nha. Rồi cái này em mẹ số 10 màu xanh nè mấy chị ơi. Số 10 màu xanh giùm em nha, số 10 màu xanh. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi, 10 màu xanh. Số 10 màu hồng. Số 10 màu hồng. Ok em vỏ bích ngọc. Số 10 màu kem sữa. 75.000 bộ à, số 10 màu kem sữa. Màu kem mấy chị ơi, màu kem kem á, kem kem hồng hồng. Thùy Trinh là giao chung đơn với Hải Võ luôn. Rồi màu kem sữa giùm em nha, kem nè, hồng. Kem hồng với lại màu xanh, mẹ số 10 kìm màu giùm em nha, xanh nè, kem nè, hồng. Mẹ số 10. Rồi mẹ số 11 giùm em nè mấy chị ơi, 11. 11 có màu hồng nè. 11 màu hồng. 11 là màu hồng giùm em nha mấy chị ơi, 11 màu hồng nè. Màu hồng nha, mẹ số 11 màu hồng, sọc hồng á. Sọc hồng. Với lại sọc kem sữa hai màu. Mẹ số 11. 11 mấy chị ơi, sọc kem sữa, sọc hồng hai màu. Sọc này sọc màu kem sữa nè. Nó hơi tương tự nhau, mẫu hai cái màu nè. Rồi màu kem sữa màu hồng hai màu giùm em nha, chốt em mẹ số 11 kèm màu. Mẹ 11 kèm màu nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn, có 75.000 bộ, phơm từ 40 đến 60 kg men vừa. Màu kem của Phan Mỹ màu kem. Phan Mỹ màu kem nè em, Phan Mỹ màu kem. Rồi còn màu hồng nha. À lấy chốt em màu hồng. Kem hồng hai màu nha. Rồi em quay mẫu luôn nè. Rồi mẹ sóc này em có ba màu là mẹ số 12. Màu hồng. Màu hồng là màu hồng dâu với là màu xanh nha. Mẹ số 12 giùm em. Hồng hồng dâu với màu xanh. Mẹ số 12 giùm em nha, hình con sóc nè mấy chị ơi. Rồi, màu này là màu hồng giùm em nha, màu hồng. 40 đến 60 kg men vừa giá 75.000 nha mấy chị ơi. Chốt em màu hồng nè, 75.000 màu hồng. Màu hồng nha. Màu này nó dạng như là màu hồng hồng dâu vậy mấy chị ơi, nó cũng không phải là màu kem đâu. Nó dạng như là hồng dâu gì đó. Cái gì chốt hồng dâu giùm em nha. Nè, màu hồng dâu. Hồng dâu nha mấy chị ơi, hồng dâu bộ con sóc nha. Hồng dâu giùm em nè. Đó, beo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Hồng dâu giùm em nha. Hồng dâu nè, màu hồng với lại màu xanh. Chốt màu giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ 12 kìm màu. Cái màu xanh luôn, 75.000 bộ. Rồi màu xanh giùm em nha, màu xanh. Rồi màu xanh nha mấy chị ơi. Xanh chốt em mẻ số 12 kìm màu. 12 kìm màu nha mấy chị ơi. A à, lấy chốt giùm em nè, 12 kìm màu. 12 hồng dâu của chị Xuân Rai Nguyễn. Hồng dâu chị Xuân Rai Nguyễn này em. Hồng dâu chị Xuân Rai Nguyễn. Rồi A lấy nô béo giùm em nha, màu xanh với màu hồng. 75.000 nha mấy chị ơi, chốt mẻ 12 kìm màu giùm em. 12 xanh cho Phan Mỹ. 12 xanh cho Phan Mỹ nè. Rồi em còn 12 màu hồng, chị nào lấy chốt 12 hồng giùm em nha. 12 hồng, đẹp lắm mấy chị ơi, 12 hồng nè.
Rồi mẻ số 13. 13 em có màu xanh bơ nè, 13 có màu xanh bơ. Mẻ 13 giùm em nha, màu xanh bơ, form 40 đến 60 kg men vừa. Hồng 75.000, mẻ số 12 cho Hè Châu nè. Hè Châu 12 75.000. Rồi này chốt mẻ số 13 màu xanh bơ giùm em nha, 13 xanh bơ. 13 xanh bơ nè. Với lại 13 màu hồng. Xanh bơ cho chị Lê Hằng, xanh bơ. Không, cái sọc đó lúc sau thì cũng có đọc mẻ 10 á. Do chị lúc sau có đọc mẻ 10 cái đó nữa. Lê Hằng xanh bơ này. Đúng rồi, nhớ cái đó. Nhưng mà hình như Phan bị chốt cái sọc phía sau mà. Tại lúc phía sau thì có đọc mẻ 10 nữa. Xanh bơ rồi, màu hồng giùm em nha. Mẻ số 13 em còn màu hồng. Mẻ số 13 em còn màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng. 13 còn màu hồng nha chị Bảo Ngân Phan ơi. 13 hồng giùm em, 13 dễ thương nè. 75.000 chốt màu hồng giùm em nha, 75.000 màu hồng. 13 màu hồng, đẹp mè, màu hồng là đẹp nè. Chốt 13 màu hồng giùm em nha, 13 màu hồng. Cười không sao. Cảm ơn Phan Mỹ nha. Rồi này chốt em 13 màu hồng. 13 màu hồng nha mấy chị ơi, 13 màu hồng nè. Đó. 13 màu hồng giùm em nha, 13 hồng. Mười ba hồng cho Phan Mỹ nè em. Mười ba hồng cho Phan Mỹ. Rồi 14 giùm em nha, 14 nè. 14 màu hồng dâu. Vải thun nha Trang Hè ơi, vải thun nhẹ nhàng mặc rất là sướng luôn. Rồi này ai lấy chốt giùm em là hồng dâu, 14 hồng dâu nha. 14 hồng dâu, 75.000 bộ nha mấy chị ơi. Em còn hết rồi. Chị nào thích thì chốt nhanh giùm em nha. 14 nè, hồng dâu 14. Hồng dâu 14 giùm em nha. Màu hồng luôn. Mẻ số 14 là em có màu hồng với là màu hồng dâu hai màu. Rồi màu hồng với màu hồng dâu hai màu, vải thun mặc ở nhà nhẹ nhàng cực kỳ mát luôn nha mấy chị ơi. Rồi chốt em nè, mẻ số 14 màu hồng. 14 màu hồng với là màu hồng dâu. Cái này nó còn như kem sữa gì á. Thỏa My lấy màu gì Thỏa My ơi? Màu hồng hay là màu này màu kem sữa ơi? Kem sữa với màu hồng hai màu. Đó, kem sữa với hồng hai màu. À lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Thỏa My béo màu luôn em. Cái này là kem sữa nha. Kem sữa. Rõ này màu hồng. Mẻ số 14 kìm màu giùm em nha. Hồng kem sữa hai màu 75.000. Cái này em gần hết rồi mấy chị ơi. Chị nào thích thì chốt nhanh giùm em nha. Rồi hồng kem sữa béo màu nha Thỏa My ơi. Rồi 14 giùm em nha, kem sữa với hồng hai màu. Kem sữa với hồng hai màu. Kem sữa của Thỏi My, kem sữa này em ngon. Thỏi My kem sữa 75. Sọc này nha Thỏi My ơi, lấy thì béo chị luôn. Sọc nè. Sọc này nha em ơi, còn bộ cuối cùng nè. Lấy thì chốt sọc. Mặc mấy cái này sướng lắm mấy chị ơi, nhẹ nhàng nha, mặc ở nhà. Mùa hè cũng được mà mùa lạnh cũng được luôn. Đó. Rồi chốt em sọc nha, sọc. 75.000 sọc. Rồi 75.000 sọc giùm em nha. À lấy chốt sọc 75. Sọc 75 giùm em luôn. Sọc 75. Sọc còn có bộ à. ngàn sọc giùm em nha. Chốt em vàng mấy chị ơi, màu vàng. Màu vàng nha, màu vàng, chốt vàng giùm em nè, màu vàng. Sao Hè Châu ơi. Sao em Hè Châu, cái này chốt vàng giùm em nha. Hè Châu có bộ hồng nào đổi quay sọc nè em. Hè Châu đổi quay sọc nè. Rồi cái này béo vàng giùm em nha mấy chị ơi, vàng. Vàng nha, vàng. 75.000 chốt màu vàng giùm em nè, giá 75.000. Rồi ok em Hè Châu nè. Rồi này chốt vàng giùm em nha, vàng của Phan Mỹ nè em ngon. Vàng của Phan Mỹ.
này chốt bi giùm em nha, bi. Chốt bi giùm em nha, vàng đó em hết rồi chị Trang Hè ơi. Cái này chốt bi giùm em nha, bi. Bi giùm em nha, chốt em bi 75.000 bi. Rồi cái này chốt mẻ 10 cho đỡ nhầm nha mấy chị ơi. Rồi cái này đẹp quá vậy trời. Chốt mẻ 10 giùm em nè, đẹp xỉu luôn á. Trời ơi, dễ thương quá. Chốt em mẻ 10. Mặc vừa nha chị Mai Nguyễn ơi. Chốt em mẻ 10. Trời ơi, xuất sắc. Mẻ 10. Đẹp xỉu luôn. Mặc dễ thương nè. Mẻ số 10 của Nguyễn Huyền Phượng này. Nguyễn Huyền Phượng mẻ 10 em. Nguyễn Huyền Phượng mẻ 10. Rồi cái này chốt giùm em là mẻ số 20 kìm màu. Mẻ 20 kìm màu có màu xanh nè. Cái này đẹp ghê luôn á. Màu xanh nè mấy chị ơi. Mẻ 20 kìm màu giùm em. Mẻ 10 em hết rồi nha. Cái này chốt giùm em mẻ 20. 20 màu xanh nè. 20 màu xanh 75.000. Mẻ 20 màu xanh giùm em. 20 màu xanh. 20 màu xanh nha. Rồi cái này mẻ 21 giùm em nè. 21 màu hồng. 21 màu hồng giùm em nha. 21 màu hồng. Rồi 21 màu hồng hình Mickey 75.000 em còn hết rồi mấy chị ơi. Vậy này chưa chốt thì nhanh tay nha. Rồi mẻ 21 màu hồng giùm em, 21 màu hồng. Con Mickey nha, 21 màu hồng. 20 là màu xanh, 21 là màu hồng. 20 màu xanh nè, 21 màu hồng nè. 21 có màu xanh nữa nha mấy chị ơi. 21 có hồng với xanh hai màu. Rồi mẻ 21 này em có màu hồng, màu xanh hai màu. Ai lấy chốt giùm em nha. 21 nè. 21 hồng cho Thoại Mi. 21 màu hồng cho Thoại Mi nè em. Thoại Mi màu hồng cho Thoại Mi. Rồi 21 có màu xanh luôn nha. 21 có màu xanh luôn. 75.000, 21 có màu xanh luôn. Ai lấy chốt xanh. Xanh đẹp nè. Xanh. Vừa nha chị Mai Nguyễn ơi. Cái này thun co giãn nè. Xanh chị Ngọc Lệ màu xanh nè. Chị Ngọc Lệ màu xanh. 22 giùm em nha. 22 cũng có màu xanh với màu hồng. 22 có màu xanh với màu hồng. Hình này hình con mèo Kitty đẹp xe nè. Rồi 22 có màu xanh màu hồng hai màu. Mấy chị lấy chốt em 22 kìm màu nha. Xanh hồng hai màu. Chị đã lấy chốt em 22 kìm màu. Rồi xanh với hồng hai màu giùm em nha. A lấy chốt 22 kìm màu. Rồi 22 kìm màu giùm em nha. Xanh hồng hai màu, 22 kìm màu. Quần em mặc ở phía sau ở lưng thun nha Thanh Thùy ơi. Chị Thanh Thùy ơi, lên địa chỉ nha chị Thanh Thùy ơi. Chưa có địa chỉ luôn. 22 màu hồng, 22 màu xanh. Bộ trái dâu 115 đúng không? Trái dâu 115 chị hết rồi nha Hải Võ ơi. Rồi cái này chốt em là 22 màu xanh nha. Thanh Thùy cho em địa chỉ luôn chị. Quần em mặc là ở sau có lưng thun cho nên rất là dễ mặc. Từ 40 đến 60 kg là men vừa hết luôn nha. 40 đến 60 kg men vừa hết cái quần này. Rồi màu xanh giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em là 22 màu xanh. Rồi 22 màu xanh, màu hồng hai màu nha. Rồi mẻ 23 nè, xong mẻ này em chuyển qua hàng khác. Hai hai xanh cho Phạm Bẻo Ngân, Bẻo Ngân Khang. Hai
hai xanh cho bẻo ngon phan này, bẻo ngon phan. Rồi 2B giùm em nha mấy chị ơi, 20B. 20B nè. Dễ thương lắm luôn, 20B có màu xanh. Rồi 20B màu xanh giùm em nha mấy chị ơi. 2B màu xanh. Đó, 20B màu xanh giùm em nha. 2B màu xanh cái này dễ thương lắm. Nè, phía sau của nó nè. À rồi, ok chị Thanh Thùy nè, lâu nay sao không thấy chị coi like của em? Lâu lắm rồi luôn á. Rồi cái này chốt em này xanh nha. 22 22 màu xanh đúng không? 22 mẻ 22 đúng không? Nhầm cái này mẻ 2B giùm em nha. 2B màu xanh. 2B màu hồng. 2B màu xanh, 2B màu hồng. Màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng. Rồi a lấy thì bé giùm em nha, mẻ số 20B kìm màu. Rồi 2B kìm màu giùm em nha mấy chị ơi, 2B màu xanh màu hồng. Rồi em tua màu lại một lần nữa rồi em chuyển qua hàng khác nha. 2B màu xanh màu hồng, hai màu. 2B nha mấy chị ơi, xanh hồng nè, hai màu nè. Hai bê xanh hồng hai màu, hết vàng luôn rồi chị Trang Hè ơi. Em tua màu lại lần nữa nha. Chị nào vô sau mà chưa coi được những cái màu lúc trước á, bây giờ coi lại giùm em luôn. Rồi em tua màu lại lần nữa nè. Rồi em chuyển qua hàng khác luôn. Xét đùi chỉ có bộ kete với lại bộ lụa thôi nha. Rồi này ai lấy chút em sọc nè. Có sọc này là sọc màu kem sữa. Sọc kem sữa. Sọc kem sữa nha mấy chị ơi, cái này đẹp ghê luôn á. Rồi sọc màu kem sữa giùm em nha, kem sữa. Kem sữa hồng. Cái này nãy em chưa có lên luôn nè. Sọc kem sữa với lại hồng hai màu giùm em nha, kem sữa với hồng hai màu, 75.000đ, form 40 đến 60 kg men vừa giúp em luôn. Em tua lại cái này lần nữa rồi em chuyển mẫu nha. Rồi ai lấy chốt giùm em nè, sọc màu kem sữa của Nguyễn Huyền Phượng. Kem sữa của Nguyễn Huyền Phượng nè. Rồi em còn sọc hồng nha, ai lấy chốt sọc hồng giùm em có 75.000đ à. Ê, sọc hồng này em đưa kem sữa lại chị nha. Đổi màu. Đưa kem sữa, rồi em còn kem sữa nha, còn kem sữa. Sọc màu kem sữa. Sọc màu kem sữa. Rồi này chốt em là gấu hồng. Gấu hồng giùm em nha mấy chị ơi. Gấu hồng nè, 75.000đ. A lấy chốt giùm em là gấu hồng, giá 75.000đ gấu hồng. Rồi gấu hồng 75.000đ giùm em nha. Em tua lại lần nữa rồi em chuyển mẫu cho mấy chị vô sau hồi nãy á, chưa thấy hết màu nó. Rồi gấu hồng giùm em nè. Bẻo ngon phan có màu xanh gì em? Bẻo ngon phan. Rồi em đưa cái xanh chị, bỏ cái sọc vô nè. Rồi cái xanh. Rồi cái này chốt em là gấu hồng nha. Gấu hồng 75.000đ bộ mấy chị ơi. Mặc thoải mái cực kỳ giùm em nha. Gấu hồng. Rồi 75.000đ chốt gấu hồng giùm em. Gấu hồng 75. Cái này dễ thương lắm á, có bộ à. Gấu hồng 75 giùm em nè. Gấu hồng 75. Rồi bi nha, bi có màu kem với lại màu hồng hai màu. Chốt em bi kìm màu. Bi kem. Em tua nhanh nha mấy chị ơi, ai lấy chốt giùm em nha. Bi kem. Rồi bi kem giùm em nè, bi kem. Bi kem nè, bi hồng. Bi hồng. Rồi bi hồng nha mấy chị ơi, bi kem bi hồng. Chốt giùm em là gấu xanh. Gấu xanh nha mấy chị ơi, gấu xanh này cưng lắm nè mấy chị ơi, có con bộ à. Rồi chốt gấu xanh giùm em nha, gấu xanh. Gấu xanh. Rồi 75.000 một bộ, chốt giùm em là gấu xanh nha mấy chị ơi, gấu xanh. Rồi gấu xanh nè. Chốt em là bi nha, bi. Bi nha mấy chị ơi, 75.000 bộ, chốt bi giùm em nè, bi. Em tua que một lần nữa rồi em chuyển mẫu với mấy chị luôn. Rồi chốt bi giùm em nha mấy chị ơi, bi. 75.000 bộ nha, chốt em bi. Rồi caro có 3 màu.
Caro hồng. Caro hồng mấy chị ơi, caro hồng. Caro hồng nha, caro hồng 75. Rồi caro xanh 75, caro xanh. Caro xanh giùm em nha, caro xanh. Caro này màu hồng dâu. Caro này màu hồng dâu giùm em 75.000. Rồi màu hồng dâu. Hồng dâu nha. À, như nãy chưa like. Chốt giùm em mẻ số 10. Mẻ 10. Chốt giùm em cái này mẻ 10. Này nhẹ nhàng ghê luôn á, mẻ 10. Rồi cái này chốt mẻ 10 giùm em nha, có 1 bộ à, mẻ số 10. Đó, một bộ nha, mẻ số 10 giùm em. Ai lấy chốt giùm em mẻ 10, có một bộ duy nhất mẻ 10. Mẻ 10. Rồi gần xong rồi đó. Áo nâu ở sau là 85.000 nha chị Vy Nguyễn ơi, còn cái cuối cùng đó chị. Rồi này chốt em Mickey hồng. Mickey màu hồng mẻ 10 cho chị Trang Hà mẻ 10. Chị Trang Hà mẻ 10. Rồi này chốt em Mickey hồng. Em hết mẻ 10 rồi nha, chốt em Mickey hồng. Em hết mẻ 10. Chốt em Mickey hồng. Đẹp ghê luôn á, Mickey hồng, Mickey xanh. Mickey hồng, Mickey xanh. 40 đến 60 kg men vừa nha Thanh Rino ơi, 75.000 bộ. Rồi Mickey màu xanh mấy chị ơi, Mickey màu xanh. Rồi chốt giùm em là sóc hồng nha, sóc màu hồng. Con sóc màu hồng cũng có 1 bộ à, cưng lắm luôn mấy chị ơi, sóc hồng có 1 bộ thôi nha. Rồi 75.000 chốt sóc hồng giùm em. Sóc hồng giá 75, sóc hồng. Đó, sóc hồng 75 giùm em nha, dễ thương có 1 bộ 1 à. Sóc hồng giùm em nè. Hồng, hồng của chị Ngọc Lệ nè em. Con sóc màu hồng của chị Ngọc Lệ nè. Sóc hồng 70kg hả? Cô Trường Thanh Rino sợ em bầu đúng không? Bầu thì sợ mặt, chị sợ em mặt không thoải mái tại vì tạng em nó to á, về keo nữa. Rồi sóc hồng chị Ngọc Lệ nè. Rồi này chốt em là Mickey đẹp xe nha. Kitty, cái này chốt Kitty nè. Kitty màu hồng, 75.000 Kitty màu hồng. Đó, Kitty hồng giùm em nha. Rồi xong chuyển qua hàng khác nha mấy chị ơi. Có bè chuột Mickey nữa nè. Cái này chưa like luôn nè. Chốt em mẻ 20, có 1 bộ 1 à. Mẻ 20. Mẻ 20 giùm em nha. Mẻ 20. Chốt giùm em mẻ 20, 1 bộ 1 à. Rồi 75.000 mẻ 20. Quần nó là quần dài á chị, quần dài nè, em mặc thì em mặc tới mắt cá mấy 58. Nói chung là vừa phải, form vừa phải, đẹp lắm. Rồi chốt giùm em là Mickey. Rồi em qua mẫu luôn nha. Rồi em qua mẫu nha mấy chị ơi, qua mẫu nè. Nhìn dài lắm không. Rồi que mẫu chị ơi. Sao chị áp bi rồi nè, ngon ngon áp bi á. Em coi mấy cái áo sơ mi rồi lấy ra chị. Sơ mi áo thun với lại áo đá 65 rồi luôn em. Cái này áo nút màu hồng nha mấy chị, 95.000 áo nút màu hồng. Nút hồng giá 95 giùm em nha. Nút hồng này form 40 đến 60 kg men vừa. Cái này em có màu hồng, màu kèm phôi sữa với lại màu trắng. Rồi hồng kèm phôi sữa với trắng ba màu giùm em nha, giá 95.000.
hồng kèm phô sữa với trắng giùm em nha mấy chị ơi. Áo này giá 95 và em có 3 màu. Form từ 40 đến 60 kg mang vừa giùm em luôn nha. Hồng trắng kèm phô sữa. Rồi hồng trắng kèm phô sữa giùm em nha. Giá là 95.000 áo. Hồng trắng kèm phô sữa giúp em nha mấy chị ơi. Rồi ao lấy áo chốt áo kèm màu nha. Hồng trắng kèm phô sữa. Hồng trắng này kèm phô sữa giùm em nha. Ao lấy thì béo em. Chiều 5 giờ học ra mới lên. Rồi áo nút nè, lấy thì bé em nha mấy chị ơi. Hồng trắng kèm phô sữa. Rồi ba màu nha, giá là 95.000. Giá 95.000 giùm em luôn. 95.000, hồng trắng kèm phô sữa. Rồi que mẫu nha. Đồ ngủ còn nha Thảo Thảo ơi. Mới vừa like xong bộ dài luôn á. Quần 48kg, quần em mặc là vừa nha chị Hoa Huỳnh ơi. Quần nè, màu đen nè, ở sau là lưng thun. Ai mặc cũng được hết. Từ 40 đến 60kg là mang vừa hết luôn. Quần em có màu đen với màu xám, hai màu nha. Chị Hoa Huỳnh lấy quần màu đen thì ok giùm em. Chị Hoa Huỳnh lấy quần đen thì ok giùm em nha chị. Rồi áo sơ mi này em có màu đen, màu trắng, hai màu. Form của nó là form giấu quần luôn nha. Từ 40 đến 60kg là mang vừa luôn mấy chị ơi. 40 đến 60kg là mang vừa giùm em luôn. Rồi vậy thôi, để tí hồi chị like xong chị đăng hình rồi có gì em chọn nha. Chứ bây giờ mới like xong rất là lâu luôn chứ không like lại mẫu đó được. Rồi cái này 40 đến 60kg men vừa áo sơ mi này em có màu trắng, màu đen hai màu. Giá là 85.000 và có màu trắng, màu đen hai màu giùm em luôn nha. Form rộng rãi thoải mái giấu quần luôn nha mấy chị ơi. À lấy béo giùm em sơ mi trắng hoặc là sơ mi đen nha, có màu trắng nữa nè. Vả đẹp á. Dày dặn. Rồi cái này em đang mang là màu đen nha mấy chị ơi, nó là form giấu quần luôn. Và mấy cái phần này là người ta chạy viền cho mình luôn nha, chạy viền luôn. 85.000. Trắng đen hai màu nha mấy chị ơi, giá 85.000. Chị Hoa Huỳnh ơi, hồi nãy quần chị có lấy thì béo em nha. Quần thì em có màu đen, màu xám hai màu. Rồi áo sơ mi này em có màu trắng, màu đen hai màu luôn. Mấy cái này là chạy viền nha mấy chị ơi, không phải là in lên đâu nên mấy chị yên tâm nha. Người ta chạy viền cho mình luôn. Màu em mặc là màu đen, rồi này là màu trắng giùm em nha. Đó, trắng đen hai màu, giá 85.000. Form rộng rãi thoải mái giùm em nha. Từ 40 đến 60kg là men vừa hết luôn mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em là sơ mi kèm màu nha mấy chị. Chị nào lấy chốt em là sơ mi kèm màu nha. Màu trắng là màu đen hai màu. Trắng với đen hai màu giùm em luôn. A lấy chốt sơ mi kèm màu. Rồi em quay mẫu khác nè. Sơ mi kèm màu giùm em nha. Quần này giá 95.000. Quần này giá 90 chứ em nhầm. Quần này giá 90 nha mấy chị ơi, 90. Rồi 40 đến 60kg men vừa luôn, giá 90. Quần là quần ống bo và bên này nó phối lưới nha mấy chị ơi. Quần ống bo bên này phối lưới. Giá 90.000 giùm em nha. Lưng là lưng thun. Đó, từ 40 đến 60kg là men vừa hết giùm em cái quần này luôn. Ống bo nha mấy chị ơi, lưới nè. 40 đến 60kg là men vừa hết giùm em quần này luôn. A lấy cho em quần nha, giá 90.000 quần. 90.000 cái quần này giùm em nha. Chờ lấy chốt em là quần giá 90 nha mấy chị ơi. Quần 90.000 quần. Quần 90 nè. Không ngon, cho mấy cái sơ mi que. Sơ mi beo á. Còn được mấy cái. Với lại sơ mi đỏ xanh luôn. Khót dù giùm em nha mấy chị ơi, khót dù. 95.000, ai lấy chốt dù 95. Dù rộng rãi thoải mái giá 95, ai lấy chốt dù 95 giùm em. 40 đến 60kg men vừa. Đẹp cực kỳ. Chốt em khót dù giá 95.000 khót dù.
đẹp lắm nha mấy chị ơi. À, lấy chốt phốc dù 95 dùm em nha, vải mềm lắm luôn, 95.000. À, lấy chốt phốc dù 95, một cái duy nhất giúp em nha, 95.000 phốc dù. Rồi đẹp lắm, màu trắng phối màu tím, trắng phối màu tím dùm em nha, giá 95.000, trắng phối tím. Phốc dù của vỏ bích ngọc, dù của vỏ bích ngọc. Rồi em quay mẫu nha mấy chị ơi. Vỏ bích ngọc. Ơi, đơn hôm qua vỏ bích ngọc đi hàng chưa? Tỉnh đó. À rồi rồi, ok em vỏ bích ngọc nha, đơn hôm qua chưa được đi. Tommy Bear 70 mà vải rất là xịn sò luôn mấy chị ơi. Cái này hôm qua chị nào chưa chốt, hôm nay chốt nhanh giùm em nha, để hết. Vải mặt rất là dễ chịu luôn. Tommy Bell form giấu quần luôn, rộng rãi thoải mái giùm em nha. Tommy Bell nha mấy chị ơi, form giấu quần luôn. Cái von là von lụa nè, rất là mịn luôn mấy chị ơi, mịn dễ chịu cực kỳ luôn nha. Rồi Tommy Bell giá 70.000, đẹp lắm luôn. 40 đến 60 kg men vừa, nhưng em mặc là form giấu quần luôn nè. Chị nào muốn đóng thùng thì đóng thùng cũng được nha, còn không thì mặc form giấu quần cũng được luôn. Đó 70.000 nha. A à, lấy chút em Tommy Bell 70. Tommy Bell giá 70 dùm em nha. A à, lấy chốt dùm em nha mấy chị ơi. Đó, Bell 70.000, form là form giấu quần luôn. Mấy chị có thể mặc đóng thùng cũng được, không mặc xẻ ra giấu quần cũng được luôn nha. Rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. A à, lấy chốt em là Tommy Bell 70 nha. Bell 70. Rồi Tommy xanh cũng 40 đến 60 kg men vừa. Chốt em là xanh 70 luôn. Mấy cái này mặc lên đẹp lắm mấy chị ơi. Vải thì siêu mát luôn, yên tâm dùm em nha. Chị Trang Hè lấy Tommy Bell nè, Bell chị Trang Hè. Chị Trang Hè lấy Bell 70. Rõ này chốt xanh dùm em nha, xanh 70. Mấy cái này không lấy là tiếc luôn mấy chị ơi. Vải của nó không phải là vải phi đồ đâu nên yên tâm nha. Vải von và von lụa. Cứ nhận hàng là ưng ý nha mấy chị ơi. Mặc Bell dễ chịu và thoải mái luôn. Rồi chốt em xanh 70, xanh. Xanh 70, mấy cái này còn hết rồi, còn ít à. Chị nào lấy thì chốt nhanh dùm em nha. Xanh đỏ, xanh nè, đỏ nè, 70 à, rỉ đẹp cực kỳ. Đó, xanh đỏ 70 dùm em nha, đỏ 70, xanh 70, Bell 70 luôn. Đây nha mấy chị ơi, đỏ 70, xanh 70 và Bell 70 luôn. Rồi A à, lấy chốt em là áo sơ mi kìm màu. Sơ mi kìm màu nha mấy chị ơi, sơ mi kìm màu. Rồi áo đế nè, áo đế 65.000, còn vài cái. Đế 65.000 còn vài cái nữa mấy chị ơi. Form 57 58 kg lại men gồm em nha, áo đế giá 65.000. Em còn vài cái nha. A à, lấy chốt em áo đế nè. Giá 65.000, form 56 57 kg lại men vừa áo đế. 65.000 áo đế giùm em nha. Chị lấy áo đế, chốt áo đế nè. Giá 65.000. Áo mặc 70 còn nha Kim Chi ơi, áo đang mặc 70 nha. Form 40 đến 60 kg men vừa, đẹp lắm luôn nha. Áo mặc còn cái cuối cùng giá 70. Rồi áo đế là giá 65.000 giúp em nha. A à, lấy chốt áo đế giá 65. Áo đế em mấy chị ơi, giá 65.000. A à, lấy chốt giùm em. Áo mặc có một màu nha chị Ngô Hoàng Kim ơi, giá 70. Áo đế dương dương một cái nè em. Áo đế nè, dương dương một cái áo đế này. Rồi A à, lấy áo đế thì chốt giùm em nha, còn vài cái à. 1, 2, 3, 4. Áo đang mặc cho bin bông. Áo đang mặc cho bin bông. Áo em mặc tạm thời hết nha, cỡ về hàng lại thì em bán với chị Ngô Hồng Kim ơi.
Bây giờ hàng lại thì em để chị sau nha. Bây giờ cũng mong beo hết rồi đúng không? Nè em, bin bon nè. Rồi, em quay mẫu khác nha mấy chị ơi. Là 125 em còn nha, ai lấy thì béo em. Đúng rồi, áo đó đẹp á. Các em để em coi em về hàng lại coi thử người ta còn không. Rồi, đầm này 125 dùm em nha. Cái mẫu này đang rất là hot luôn mấy chị ơi. Đang rất là hot luôn nha, 125 ngàn. Cái này người ta đang xỉ cũng 145 rồi. Mà em bán lẻ ra có 125 rồi nha. Đẹp lắm luôn. Rồi ok, bỏ bánh ngọc này chụp lại ngon. Nốt lại luôn chứ để quên á. Rồi ok, bỏ bánh ngọc nè. Rồi em mặc là có màu đỏ, màu xanh, hai màu. Em thử lại với cái chân váy mấy chị coi nha. Đẹp lắm luôn, vải beo đẹp luôn. Có 70 ngàn thôi. 70 ngàn, xanh đỏ hai màu, áo họ tiếp. Mặc đi làm, mặc đi chơi đều được luôn nha. Màu xanh, màu đỏ hai màu giùm em. Rồi, cái này nha mấy chị ơi, áo ấy mặc nè. 40 đến 60 kg men vừa, beo đẹp luôn. Màu xanh, màu đỏ hai màu giùm em nha, sơ mi, vải đẹp cực kỳ. Cứ nhận hàng là ghiền luôn nha, có 70 ngàn thôi. Hàng beo rỉ, beo đẹp cho mấy chị luôn. Màu đỏ, màu xanh hai màu giá 70. Rồi, đỏ xanh hai màu giá 70 giúp em nha. Rồi, chị nào lấy chốt giùm em là áo kìm màu. Dơ lên thì nó không có sang nhưng mà mặc vô người mình rất là sang luôn nha mấy chị ơi. Chị nào chưa chốt cái này thì chốt nhanh luôn nha, để nó hết hàng thì tiếc lắm luôn á. Màu đỏ, màu xanh hai màu giùm em giá 70 nha. Rồi đây mấy chị ơi, đỏ xanh hai màu giá 70 giùm em. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Đỏ xanh hai màu, chân váy này là chị mặc rộng. Cái này chắc phải size L á. 62 kg thì không vừa nha chị Mai Nguyễn ơi. Chân váy chị mặc chắc khoảng size M, size L gì đó, nói chung là rộng. Kịp ở sau nè, chứ cái này rộng lắm. Em mặc là vừa ở Phạm Kỳ Thanh Phương ơi. Cái này tầm 55-56kg là mặc vừa luôn á. Đúng rồi, mặc dấu quần cũng đẹp. Rồi chân váy ai lấy thì chốt giùm em nha. Chân váy là nhiêu quên rồi ta, 50. Chân váy 50. Chân váy là 50 nha. Rồi áo bi em còn 2 cái cuối cùng. Áo bi này em còn 2 cái cuối cùng, giá 85 ngàn và form 40 đến 60kg men vừa. À vừa nha chị Mai Nguyễn ơi. 1m65 nặng 62kg vừa nha chị. Chân váy 50 của Phạm Kỳ Thanh Phương. Chân váy 50 ngàn của Phạm Kỳ Thanh Phương. Rồi áo bi đắp chéo 40 đến 60kg men vừa, 85 ngàn. Rồi ai lấy chốt bi giùm em nha mấy chị ơi. Bi. À không có quần nha Phạm Kỳ Thanh Phương ơi. Không có quần nhưng mà vải đẹp lắm. Không có quần nha. Quần mặc váy, quần mặc váy là em còn hàng luôn nha mấy chị. A lấy thì chốt giùm em nha. Ngô Hoàng Kim. FBL ngày mai em về lại á. Chị Ngô Hoàng Kim có luôn nha, Ngô Hoàng Kim ơi. FBL quá ngon à, em ghi luôn đi. Chị Ngô Hoàng Kim ơi. Con còn nhiều khi nó có sốt ở trong nữa. FBL quá. Có luôn nha Ngô Hoàng Kim ơi. Rõ này chốt em bi 85 ngàn bi. Rồi bi 85 ngàn nha. Rồi ok Phạm Kỳ Thanh Phương chân váy nha. Rồi áo hoa. Áo này áo lưới, thun lưới nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Form dấu quần luôn á. 60kg đổ lại men vừa. Chốt giùm em áo hoa nha, thun lưới. Nhưng mặc vô người nó không có mỏng nha mấy chị ơi, dễ thương lắm. 60kg đổ lại men vừa, 85 ngàn. Chốt em áo hoa 85, form dấu quần luôn nha. Rồi áo hoa 85 ngàn, form dấu quần luôn. Ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt em áo hoa nha.
85.000 éo hoa. Rồi 85.000 éo hoa giùm em nha. Ai lấy chốt éo hoa? Cái này hàng Quảng Châu nha, chất xịn lắm luôn mấy chị ơi. Ở ngoài nhìn mới thấy nó xịn nè, đẹp lắm luôn. Lưới đẹp lắm luôn nha. 85.000 ai lấy chút chốt giùm em éo hoa. Ai lấy chốt em éo hoa, 85 éo hoa. Rồi cái giùm này nè, giùm này đẹp lắm luôn. Giùm màu kem. Cái này tầm 52kg cho lại men vừa. Quả đẹp, bao đẹp, túi hộp. Dung này tầm 52kg cho lại men vừa. Em thử phôn mấy chị coi nha. Trời vải đẻ lắm. Dung này 100 nhiêu quên ngon. 125 đúng không? Hôm nay nè, bún quay mình like đó. Ủa chưa like hả? 125 dung dùm em nha. Nó có màu kem tươi với lại kem sữa hai màu. Để trong váy cho bạn tùy thanh xuân em. Dơm em đang mặc là màu kem tươi nè, có kem sữa nữa hai màu. Thử form mấy chị coi nha, vải mịn đẹp lắm luôn. Vải mịn rất là đẹp nha, túi hộp luôn. Rồi form 50. Ngon quen em coi chị mặc size gì đây, gì có size nè. 125 một dung giùm em, dung túi hộp. Cái này em đang mặc lại size S. Cho chị coi cái chấm bi phối vàng phía sau em đi. Chấm bi mà phối vàng. Dạ rồi ok chị. Cái này 55kg lại men vừa luôn nha. Em mặc còn rộng. Rồi dùm này 55kg trở lại men vùi men nha mấy chị ơi. Dùm túi hộp. Ủa nó ghi size S thôi ngon. Số rộng dưới đây. Rồi 55-56kg lại men vùi men nha. Em men là bị rộng luôn nè. Cái này chắc size M que gắn lộn size à. Dùm kem nha mấy chị ơi. Dùm cà nút. Đầm này em có hai màu nha chị, có bi đen với lại bi vàng hai màu. Bi đen bi vàng hai màu giá 135.000, hàng hàng Quảng Châu. Phần trên là thun nha chị ơi, phần trên là thun nè, ở dưới là phối vải rất là đẹp luôn nha. Từ 40 đến 60kg trở lại men vừa nha chị, chip tròn ơi. Rồi lấy thì chốt em là bi kìm màu nha chị, bi kìm màu. Đó, màu này là màu vàng. Màu này là màu đen giùm em luôn. Rồi đen vàng hai màu giá 135.000. Màu đen nè, màu vàng hai màu. Bên em bán đúng giá nha chị Chíp Trần ơi. Bán đúng giá nha chị. Rồi 135 một cái nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em. Đen vàng hai màu 135.000. Nói chung hàng là hàng Quảng Châu. Mình bán giá này là cực kỳ rẻ luôn. Nhận hàng là ưng ý chắc phải liền luôn nha chị. Phải đẹp lắm luôn. Có 135.000 một đầm thôi nha. Phải đẹp lắm. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. Đen vàng hai màu. Nhận hàng là ưng ý liền luôn á chị Chíp Trần ơi. Phải đẹp lắm luôn nha. Rồi ai lấy thì béo em nè. Đen vàng hai màu giá 135.000. Màu đen màu vàng hai màu. Dạ rồi ok chị Chíp Trần nè. Đen vàng hai màu không. Cho em địa chỉ với số điện thoại nha Chíp Trần ơi. Đen với vàng nè chị Chíp Trần. Bẻo ngân phen màu đen vô lấy cọc ở đây luôn em. Xét vết đẹp xuất sắc còn xét cuối cùng. 135 còn xét cuối cùng. Có trong còn đen kia cho chị. Chị bẻo ngân phen là màu đen, chị Chíp Trần là hai cái hai màu. Chị Chíp Trần cho em xin lại địa chỉ số điện thoại nha chị. Rồi những cái trong luôn ơi. Những trong ơi. Bẻo măng phen màu đen, Chíp Trần một đen một vàng.
Nguyễn Duy Hiệu. Dạ rồi, ok chị Chip Trần nha chị ơi. Rồi đầm bi đó ai lấy nó béo em nha. Chụp rồi hả em ngon. Đầm em mặc 135.000. Em có màu một màu này thôi nha mấy chị ơi. Form này tầm 53-54kg trở lại làm em vừa. Giá 135 dùm em nha. Chốt em đầm xanh 135, cái này hàng Quảng Châu. Chốt đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. 53-54kg trở lại làm em vừa giúp em nha. Giá là 135.000, ai lấy chốt em làm xanh 135. Rồi form 53-54kg trở lại men vừa giúp em nha. 53-54kg lại men vừa, ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Set vest em treo là 135.000 và em còn một set cuối cùng. Đẹp lắm mấy chị ơi, set up hình đó đẹp lắm. Rồi trắng 85.000 cổ vuông dùm em nha. Form này 57-58kg trở lại men vừa. Cái này mới lấy ra nó hơi nhăn, nhưng mà chất vải đẹp lắm nha mấy chị. Em mới lấy ra nó hơi nhăn nè, nhưng mà vải là siêu đẹp luôn nha. À lấy thì béo dùm em nha mấy chị ơi. Em có màu trắng nè, nó một màu duy nhất luôn. Vải đẹp cực kỳ, hàng Quảng Châu. Form 57-58kg đổ lại men vừa dùm em. Chốt em trắng nha mấy chị ơi. Chốt em là trắng 85.000 màu trắng nha. Ngon có mấy cái mũ á, lấy ra em chị đi. Mũ bữa trước mình like em nhớ không? Mũ á, mũ đen, mũ kèm với sữa mũ trắng á. Đâu phía dưới cái đống túi xách kìa. Rồi trắng 85 giùm em nha, trắng 85.000. Rồi áo này nha mấy chị ơi, áo này giùm em nè, áo sọc. Áo sọc nha, 85.000. Chị Bảo Ngân Phan. Bảo Ngân Phan là em đổi cái set cái đầm đen thành cái set vest nè. Bằng giá tiền. Bảo Ngân Phan. Bảo Ngân Phan. Rồi áo sọc này dùm em nha. Cái này giá là 85.000, form 40-60kg men vùi em luôn, cổ như thế này. Rồi lột qua như thế này dùm em nha. Sọc. Rồi 40-60kg men vừa, ai lấy sọc chốt sọc dùm em nha. Rồi 85.000 sọc. Đầm em mà có một màu nha chị Ngô Hoàng Kim ơi. Chị có là áo trắng. Dạ rồi, ok chị Trần Như Ngọc. Đầm em mà có một màu nha chị Ngô Hoàng Kim ơi. Chất quả đẹp lắm chị. Một màu duy nhất nha. 53-54kg lại men vừa. Giá là 135.000. Cái này hàng Quảng Châu. Dễ thương cực kỳ luôn chị. Dễ thương á. Áo trắng này nha chị Trần Như Ngọc ơi. 85.000 nha chị. Trắng này em mới lấy ra nó hơi nhăn, chứ thực sự vải đẹp cực kỳ luôn nha. Vải đẹp lắm, dày dặn nữa. Rồi chốt dùm em trắng giá 85.000 trắng dùm em nha. Đó, trắng 85.000 trắng. Đẹp lắm đó chị ơi, cái này một cái duy nhất à. Mặt không đụng luôn á. Nút của nó cũng dễ thương nữa nha. Theo đẹp luôn. Thì nhìn nút của nó nè, dễ thương cực kỳ. Rồi ai lấy thì chốt trắng dùm em nha. Đầm em mặc 53-54kg lại men vừa một màu duy nhất. Rồi cái nón này em sale còn 65.000 một cái nè, ai lấy thì béo em nha. Còn phớt nè. Rồi màu đen vô không thấy gì hết. Nón này sale còn 65.000 một cái. Rồi màu trắng mấy chị dễ nhìn hơn nè. Đẹp lắm. Đầm mặt là 135.000 nha chị ơi. Nón em đội rồi mấy chị ơi, sale còn 65.000, nói chung là nó hở vành ở trên. Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp lắm. Đầm em mặc là 135 nha, 135 nha chị Ngô Hồng Kim ơi. Nón này em có màu trắng nè. Cái viền của nó là có đính ngọc luôn mấy chị ơi. Màu trắng, màu đen với lại màu nâu, ba màu. Cái này hàng em sale còn 65.000 rồi nha.
đội dễ thương lắm, đội dễ thương lắm. Cái này có kính màu trắng của chị đâu, đội đeo vô đẹp. Rồi cái này nón này sale còn 65.000, nói chung là xịn lắm, ai đội cũng được hết nha mấy chị ơi. Màu trắng giùm em nha, màu trắng nè, màu đen, màu nâu. Đây màu cái này em đang sale còn 65.000. Nói chung là xịn đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Sale mới có dây này rất là rẻ luôn. Ở bên trong này nó có cái phía sau chỗ này nó có dây phun nè, với lại là mình cột lại giùm em nha, cột cái nơ lại, cột cái nơ phía sau lại, mình đội mình đi du lịch đồ á, đẹp lắm luôn. Duyên duyên lấy màu nâu nha, đẹp lắm. Trắng nâu đen ba màu giùm em nha, trắng nâu đen ba màu. 65.000 là em đang sale, 65.000 giùm em nha. Màu trắng nè, màu nâu nè, với lại màu đen ba màu. Đội dễ thương lắm mấy chị ơi, đội lên chụp hình đồ dễ thương á, rất là rẻ luôn nha. Đây này, hàng này nó rẻ cực kỳ luôn. Cái này em nhập giá nó cao hơn á mẹ em sale. Cái này đợt trước em đóng cho khách sỉ nè, mà em thấy dễ thương nên em giữ lại em bán lẻ. Đó, rất là rẻ luôn nha. Họ đen nâu với lại màu trắng như màu nâu này em ngon. Màu nâu 65.000, ai lấy thì báo em nha. Nâu trắng đen giá 65. Đó, cái này thì em thích màu đen. Màu đen á dễ thương. Màu đen đội, màu đen đội lên chụp hình nó ngầu á. Rồi tóc quen cho nó gọn. Trắng nâu đen giá 65.000 một cái nón giùm em nha. À lấy thì báo em. Trắng nâu đen, đầm em mặc là 1B5, form 5B54 với lại đen vừa. 5B54 ký lại men vừa. À, túi sách á, ngon rồi, cho chị hai cái túi hai màu tới đi. Túi nè, túi cầm á, túi đá á. Rồi đầm màu vàng giùm em nha, 135.000 đầm màu vàng. Vải beo đẹp nha mấy chị ơi, form 60 kg đó lại men vừa. Đầm này nè dễ thương cực kỳ. Cổ nó dạng cổ vuông như thế này. Cổ vuông. Kim nghe gửi hàng chưa ta? Chưa Kim nghe, phải chiều mai thì mới gửi được nha. Chiều mai gửi nha em ơi. Chiều mai. Rồi đầm này 60 kg đổ lại men vừa, có dây cột eo. Rồi phía sau, phần sau lưng của nó là có bo chung như thế này nè mấy chị ơi. Đó, phía sau của nó có bo chung như thế này em nha. Đội mũ lên xù hết. Lên tóc nem chưa gái? Bây giờ lên lại chị coi nha. Rồi cái đầm vàng này vải cưng lắm luôn mấy chị ơi, 60 kg đổ lại men vừa, có dây cột eo luôn, đẹp xuất sắc, 135.000, đẹp lắm. Có một cái một à, em ở bên gần bến xe phía Bắc Nha Trang nha chị Chíp Trần ơi, gần bến xe phía Bắc á chị ạ. À, chị vô ảnh bìa của em á, em có số điện thoại nè, có địa chỉ nè, có hướng dẫn chỉ đường luôn. Chị cứ lưu lại cái ảnh bìa của em á, mình đi mình dễ tìm đường hơn nha. Với lại chị ghé từ 2 giờ đến 7 giờ nha chị, trước 7 giờ. Tại vì em bán tới 7 giờ là em nghỉ rồi á. Nếu như không ghé được thì báo số em gọi shipper nha. Đó, vàng. Rồi, phía sau nhúng nhúng như thế này giúp em nha. Đẹp lắm luôn. Ở gần đó thôi chị, vậy rồi chị ghé trước 7 giờ giùm em nha. Rồi vàng 135, ai lấy chốt giùm em vàng 135. Tóc nem nè chị ơi, em lên lại chị coi nha. Tóc nem, một hộp của nó, một set, một hộp như thế này là 10 đôi. Giá 95.000 nha chị. Về tóc này tóc ngắn nha, không phải là tóc dài. Hộp 10 đôi. Hộp 10 đôi nha chị. Màu của nem thì người ta làm những cái màu nó nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhàng. Trắng đen xám, xám đậm, xám nhạt. Màu trắng, màu đen. Trắng nè, xanh đen, xám đậm, màu đen, xám nhạt. 95.000 nguyên hộp. 95.000 nguyên hộp. Mấy chị mua tặng cho em của mình. Xếp tóc. Xếp tóc tóc kia 39.000 là em hết rồi nha chị. Tóc tóc gấu 39.000 là em hết rồi. Xếp này nè là giá 95.000 nguyên xếp. Đúng rồi, nó tới cổ chân á chị ạ. À, nè, tới cổ chân á. Chứ không phải là nó ngắn, mà nó ngắn. Cái loại kia là khác nha. Để cho chị làm tưởng cái loại mà nó tít ở dưới là không phải nha. Cái này tới cổ chân á. Cái này nó cũng tới cổ chân nha mấy chị ơi, không phải là nó ngắn mà tít ở dưới mà cái loại mà như thế này đâu, không phải nha. Hèn gì cho nên mấy chị tưởng đâu, tóc nem thì người ta ít men cái loại đó lắm. Cái loại này là nó vừa tới cổ chân nha.
vừa tới cổ chân á. Ok chị Thủy Tiên nè, nói chung là tóc này nó thấm mồ hôi và nó không có bị hôi chân đâu, mấy chị yên tâm nha. 95.000 hộp 10 đôi giùm em đó, 95.000 hộp 10 đôi nha mấy chị ơi, hộp 10 đôi giá 95.000, hộp 10 đôi giá 95 giùm em nha. Ok chị Nguyệt Nguyễn, một xít dồn nè em ngon ghi em. Một xít tóc chị Nguyệt Nguyễn, chung là tới cổ chân nha, chứ còn nhiều chị hình như hồi nãy mấy chị sợ nó tít ở dưới hay sao, mấy chị không dám chốt đó, em không bán loại ngắn đó đâu. Tại vì nam này người ta ít xài cái loại đó lắm. Loại này hầu như thấy xài nhiều nè. Tại vì chồng em cũng toàn là xài loại này không mà mấy chị, mang nó ngay cổ chân của mình á. Nhìn nó trẻ trung hơn nữa. Tóc mày tóc dài lên trên là mấy người lớn á, mấy người lớn lớn thì người ta mới dùng nhiều. Còn cái này là như con trai rồi á, mấy người trẻ trẻ rồi á thì người ta lại dùng loại này. Đó 95.000 hộp 10 đôi giùm em nha. Ai lấy nó thì báo giùm em. 95.000 hộp 10 đôi đẹp lắm. Rất là xịn luôn, mấy chị tặng cái này. Tặng như thế này nè, chồng mình tưởng đâu là mấy chị mua hàng hiệu tặng cho mấy ảnh không mà. Thiệt luôn á, chứ không ai biết cái này 95.000 cái hộp đâu. Tính đây có 9.500 đôi à. 9.500 đôi. Trời ơi, rẻ lắm luôn, hàng Quảng Châu giùm em nha, đẹp rẻ, rất là sang luôn. Đó, mua về tặng sang cực kỳ luôn nha. Tặng cho ai mà nghĩ cái này 95.000. Nè, tặng chồng cái này có 95.000 à, mà lấy lại 9.500. Tặng chồng mà chồng thương rồi, chồng thuận tiền rồi mấy chị. Cái này chị nhớ còn màu trắng nữa không, bên kia màu trắng nữa. Túi này 125 còn vài cái nè, lấy thì béo em nha. Túi đá em có màu đen, cầm tay cũng sang, kịp cũng sang, trắng đen hai màu. 125.000 giùm em nha, trắng đen hai màu 125. Dạ alo. Dạ đúng rồi chị, dạ đúng rồi. Ủa cái đơn 165 cộng phí đúng không chị? Ủa MT Hà Linh đúng không? Chị để em liên hệ và lại với khách nha, chị có giữ giùm em 5 ngày đi. Tại vì đặt hàng hối gieo mà mới vô đặt hàng tiếp nè. Vậy nha chị. Dạ đúng rồi, nó lại từ chối luôn hả chị? Thôi kỳ vậy. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Mờ tơ Hà Linh mới có đơn này đúng không? Rồi này chốt em là đen, trắng hai màu, 125.000 túi kịp hoặc là cầm tay hoặc là như thế nào cũng xinh cũng sang hết mấy chị ơi. 125 giúp em nha, túi đá. 125.000 một túi, màu đen, màu trắng hai màu, đen trắng hai màu, giá 125 giùm em nha. Nó có dây ở trong luôn nha mấy chị ơi. Đây. Có dây luôn. 125.000 túi giúp em nha, có dây. Có dây phía trong nha mấy chị ơi, có dây xích phía trong giùm em nè. Đó, 125 một túi giùm em nha. Ai lấy thì chốt em túi kìm màu, giá 125.000 túi kìm màu. Có dây xích luôn. Nhưng mà cái này em nghĩ cầm tay nó sẽ xinh hơn. Nhưng mà mình đi đâu mình muốn đeo nó tiện thì cứ đeo nha. Đó, đeo cũng được luôn. Đeo nha mấy chị ơi. Rồi, ai lấy thì béo em nha. Cài vô. 125.000 đen, trắng hai màu 125. Rồi chị nào lấy túi thì chốt em là túi kìm màu nha, bên trong của nó nè. Lốt vải đỏ bên trong, nói chung là hàng xịn đẹp lắm luôn, lốt vải đỏ bên trong. Rồi nó cứ dây này mình cài vô mình sắt cũng được nè. Đó nha mấy chị ơi, 125. Đen trắng hai màu, ai lấy thì chốt giùm em nha. Đeo vô này là mình cầm cũng được luôn, rất là sang nha. Ai lấy thì chốt giùm em. 125.000. 125 nha mấy chị ơi, rồi que mẫu. Rồi que mẫu mấy chị ơi, luôn. Ngon ngon. Đeo lại liền nha, đã rơi đó. Rồi em que mẫu nha mấy chị ơi.
duyên mà. Lông 39.000. Cơ hội không? Áo lông 39.000 một cái nha, em còn đúng 2 cái màu hồng. 40 đến 55, 56, 57 kg thì mang vừa hết luôn. 39.000 còn màu hồng với màu nâu hai màu. Hồng với nâu hai màu, 39.000 hồng với nâu hai màu em nha. Hồng nâu hai màu giá 39.000. À, lấy chốt giùm em áo lông kìm màu. Đây nha mấy chị ơi, áo lông kèm màu với 39.000. Đẹp lắm luôn nha. Nâu hồng hai màu, ai lấy chốt giùm em. Nâu hồng hai màu với 39.000 nha một áo. Rồi lấy chốt em áo nâu áo lông kèm màu nha mấy chị ơi. Nâu hồng hai màu với 39.000 một áo. Màu hồng cái gì Trần Hương. Trần Hương này là còn đơn mình không? Không. Chị Trần Hương chụp EBT, chị Trần Hương ghé à. Tròn hương này, tròn hương dí, 39.000 ghi. Trắng riêng áo kiểu giùm em nha. Ở này đang hot lắm nè. Rồi form 52kg trở lại mang vừa giùm em áo riêng, áo kiểu nha. Rồi giá 65.000, ai lấy chốt giùm em. Riêng trắng 65, dây kéo phía sau. Trời cái này lát em đăng hình nè, đẹp lắm luôn á, mẫu mặc lên sen cực kỳ luôn mấy chị ơi. Mấy chị mặc có lại chân váy hoặc là quần màu trắng gì đó. Đúng rồi chị, ok chị Trần Hương. Rồi này chốt em trắng riêng nha, 65.000, áo kiểu beo dễ thương luôn. Phần trước của nó có một miếng lưới ngang que nè. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, mặc vô không mỏng nên cứ yên tâm dùm em nha, 65.000. Em có hình này lên ghiền luôn á. Mẫu mặc cưng lắm mấy chị ơi. 65.000 màu trắng dùm em nha. Trắng giá 65.000, ở dưới nó có hai cái nút nè. Sen cực kỳ luôn, có 65.000 à, áo kiểu giùm em. Đeo sen luôn 65.000. 65.000 chị Nhi Ngọc. Nhi Ngọc nè em, 65.000 Nhi Ngọc. Rồi bộ này 85.000 giùm em nha. Còn vài bộ à. Rồi 40 đến 60 kg men vừa mặc beo thoải mái luôn. Giá 85.000 bộ em nha, màu xám. 85.000 bộ em nha, từ 40 đến 60 kg men vừa. Đây ai lấy xám chốt xám giùm em nha, quần ống rộng có chạy viền. Đó quần ống rộng là có chạy viền em nha. Và áo cũng có viền hai bên luôn, vải đẹp nha, 85.000 bộ. Rồi ai lấy chốt em bộ xám giá 85 nha mấy chị ơi. Rồi bộ xám giá 85.000 bộ xám giùm em nha. Xám 85.000 màu xám nha mấy chị ơi. À lấy chốt xám 85 giùm em, vải đẹp lắm, mặc lên rất là dễ thương luôn á. Xám 85 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi khăn ủ tóc nè, cái này chị nào vô sâu mà chưa chốt thì chốt nha. Khăn ủ tóc này, cái này đang rất là hot luôn. Đang cực kỳ hot luôn mấy chị ơi. Chuẩn hàng, đúng hàng dùm em nha. Rồi 49.000 khăn ủ tóc nè mấy chị. 49.000 dùm em nha. Mình gội đầu xong mà mình ủ rất là nhanh khô luôn. Nè nó có cái nút ở đây. Đợi tí hồi em sẽ up hình với lại up cái video lên cho mấy chị coi nha. Có nút ở đây, nói chung mình đội lên xong mình quấn que, mình cài lại nha, rất là gọn, rất là tiện luôn. 49.000 dùm em nè. 49.000 giùm em nha. A lấy khăn thì chốt khăn giùm em nha, khăn ủ tóc. Đó cái này nè, đang rất là hot luôn. 49.000 một cái giùm em nha, em có viền đen, viền hồng hai màu. Rồi có viền đen, viền hồng hai màu giùm em nha. A lấy chốt em là khăn ủ tóc kìm mờ, mấy chị muốn có viền nào mà lấy viền đó. Viền đen, viền hồng hai màu. A lấy chốt em khăn ủ tóc nha mấy chị ơi. Chữ là chữ thêu giùm em nha mấy chị, nhìn cái khăn là rất là thấm nước luôn á. Rồi A lấy thì bé em nha mấy chị ơi.
viền đen viền hồng hai màu, viền đen viền hồng hai màu em nha. Alex khăn chốt khăn món gì nữa ta, ngon FB 9 trong đó còn em FB 19.000 tay dài á. Chị ký đây rồi em lên FB 9.000 còn một ít nè mấy chị ơi. Áo 39.000 còn một ít nè. Rồi 55-56kg lại men vừa, tay dài cổ tròn đơn giản mà vải đẹp cực kỳ luôn nha. Em còn mấy cái à, hết hàng luôn rồi mấy chị ơi, này không về hàng nữa nè. Còn mấy cái à. Rồi, mấy chị mua mặc mùa hè hoặc là mặc mùa lạnh cũng được luôn. Form nó ôm rất là tôn dáng luôn nha. Rồi. Form 55-56kg lại men vừa, 40kg đổ lên, 55-56kg đổ về men nha. B9000 màu xanh. Xanh B9 à. Rồi nâu B9 giùm em luôn, nâu 39.000 màu nâu. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, có 39.000 à, mà cái vải của nó hơn rất là dày dặn và co giãn và mịn mát luôn nha. Đẹp lắm luôn, có B9.000 áo thôi. Form 40 đến 55-56kg lại men vừa giùm em luôn. Màu nâu, màu xanh, màu vàng. Màu vàng nha mấy chị ơi. 39.000 nâu xanh vàng. Có 39.000 cái thôi, tay dài cổ tròn đơn giản, nâu xanh vàng giùm em nè. Rồi có cái xanh chuối tay ngắn, ai lấy thì chốt em là xanh chuối tay ngắn nha. Tay ngắn thì form 40 đến 60kg vừa luôn. Tay ngắn thì form 40 đến 60kg men vừa luôn giùm em nha. Ai lấy chốt giùm em nè, xanh tay ngắn, xanh chuối tay ngắn 39.000. Rồi màu tím luôn 39.000 giùm em. Ai lấy thì chốt giùm em nha, màu tím luôn 39.000. Tím luôn nha mấy chị ơi, tím B9, ai lấy chốt tím B9.000 màu tím. Ngon ngon ngon, lấy em chị cái chân váy đeo đi. Tím B9.000 nha, ai lấy chốt tím B9. Tím B19.000. Có gì màu trắng được thì chưa ai chưa. Đó, em coi cái sọc sọc trắng trắng đó, với lại áo khóc gì vậy? Áo khóc lưới lưới vậy màu trắng luôn á. Cái này nó chưa có like. Có cái áo hoa ở trên kia cho dịu hè em chị luôn. Áo hoa đó, có cái cọc đó cái gì lấy đi. Chân mấy bên em mặc là 52-53kg nó lại men vừa nha mấy chị ơi. Áo B9 chân váy 85. Áo B9 chân váy 85 giùm em nha. Nè, áo này nãy em có màu đưa lên rồi á. Còn chân váy là form 52-53kg nó lại men vừa. Ai gì ngon. Rồi đầm baby doll 125. Rồi cái này cưng lắm luôn, form này 60kg đổ lại men vừa luôn. Bầu bì bông chiên thoải mái 125.000, bao đẹp. Nói dạng như dẻ yếm gì mấy chị ơi, baby doll trắng giùm em nha. Rồi 40-60kg men vừa, bầu bì bông chiên thoải mái luôn. Giá 125, ai lấy chốt em là baby doll 125 nha. Baby doll 125.000 baby doll. Ở trong là một cái áo sọc, bên ngoài là một cái dạng hai dây, form rộng nha. Rồi 60kg độ lại men vừa, ai lấy chốt em baby doll 125. 125 nha, 125. Rồi thôi em ngưng like nha. Trong cái bia của Thùy Trinh.
Bill của Thùy Trinh. Bill là size X cho Thùy Trinh. Bill size X cho Thùy Trinh này. Mình nhớ bữa trước nó sách áo khóc gì á. Chưa la mày nằm đâu ha. Áo khóc này lúi 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 màu trắng á. Này đi tìm trang ghi nè ha. Size X cho Thùy Trinh. Rồi S à cho Thùy Trinh. À lấy bill nó chốt giùm em nha. Tìm không ra luôn. Rồi chân váy nâu giùm em nha. 85.000 chân váy nâu size L, vải dày dặn rất đẹp luôn. Cái này size L giùm em nha. L, nó dày dặn cầm nặng tay nha mấy chị ơi, bên trong có lốt luôn nè, hàng Quảng Châu giùm em. Vậy cái này size L nha. 85.000 chân váy nâu size L. Chân váy nâu size L của em nha, 85.000 chân váy nâu size L. À lấy chút em cái này dày dặn lắm luôn, cầm nặng tay nha mấy chị ơi. Phải mỏng ti đâu, hàng Quảng Châu, chất vải của nó nhìn nó rất là xịn, nó xịn xịn mà nó sang á. 85.000 giùm em nha. À lấy chút em là nâu 85.000 nâu. Nâu 85.000 nâu. Nâu 85 nè. Ôi quần này em còn. Quần đen form 60kg lại men vừa quần ống rộng. 40-60kg men vừa em nha. Quần ống rộng màu đen. Rộng màu đen 40-60kg men vừa giá 85.000. Ai lấy chốt đen 85 dùm em nè. Đen 85.000. Quần này nha mấy chị ơi. Nè dây nè. Lưng keo lắm luôn nha. 85.000 chốt em đen quần ống rộng. 60kg đó lại men vừa quần ống rộng dài luôn nha. Rồi rất là dài luôn á, 1m58 này em mặc nó đụng đất luôn. Chị nào keo keo là mặc đẹp luôn á. 85.000 giùm em chốt em đen 85 nha mấy chị ơi. Nè lưng là lưng keo giùm em nha, vải rất là đẹp luôn. 85.000 chốt em đen. Đen 85 nha. Đen 85.000. Vâng mấy cái trong váy quần rồi lát nữa em sắp ở đây luôn nha. Để biết nữa. Rồi áo này 75.000, em còn mỗi màu có 1 cái à, màu trắng với màu kem sữa. Trắng với kem sữa hai màu. 75.000, 40 đến 60 kg men vừa xoắn ở phía trước nha. Màu kem sữa nè. Kem sữa với màu trắng hai màu. Đó kem sữa nha, rồi màu trắng. Rồi kem sữa với trắng hai màu, 60 kg đổ lại men vừa. Vải len mà len đẹp á. Rồi ai lấy chốt giùm em nha, kem sữa với trắng hai màu. 75.000 áo. 75.000 áo giùm em nha. Đó a lấy chốt áo kìm màu giá 75.000 áo kìm màu. Bộ đế 145. Còn phía cuối cùng. $145.000 bộ đế. 40 đến 60 kg men vừa. Dạ ok chị Phương Trang ngon. Lấy cái khăn quấn tóc viền đen á em, cho chị Phương Trang. Rồi nâu giùm em nha mấy chị ơi, nâu nè. Quần 60kg đô lại men vừa hàng Quảng Châu, vải nó xịn sò cực kỳ luôn. 145.000 nguyên set.
145.000 nguyên ship giùm em ship đá nha. 60 kg lại men vừa kẻ ship 145. Ai lấy chút em ship 145 nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy ship thì chốt em ship 145 nha. 145 rồi em ngưng like nha mấy chị ơi. 145.000 cái ship đá. Rồi ngưng like nha mấy chị ơi. Em ngưng nha, nghỉ nha.